thần cấp ở rể. Chương 661, nguyên húc xuất hiện hơn nữa, thân hình của Đường Trảm rất quỷ dị. Ban đầu, Bạch Phú cần định dùng ám khí lần nữa, nhưng khi thấy không bắt được bóng dáng của Đường Trảm, ông ta mới biết mình đã gặp phải cao thủ. Ông ta hoảng sợ, nhất thời không biết phải làm sao, nhưng vẫn lựa chọn rút lui, dự định trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân. Dù sao, ám khí luôn ở trong tay ông ta, vẫn có thể uy hiếp Đường Trảm cho nên cho dù đường chảm có thể dùng bộ pháp quái dị như vậy cũng tuyệt đối không dám mở rộng công kích với ông ta ông ta lui vào một ngôi nhà mục nát không có người ở sau đó hết sức cảnh giác nhìn ra cửa hiện tại chỉ có một lối vào nhà này mọi kỹ xảo di chuyển của mày đều vô dụng tao muốn xem mày giết tao như thế nào bạch phú cần lộ vẻ mặt đắc ý căn nhà mục nát này chỉ có một cửa ra vào cửa sổ đã bị rào chắn bằng sắt vì vậy việc đường chạm đi vào qua cửa sổ là điều tuyệt đối không thể đúng lúc ông ta đang rất đắc ý thì một thứ đen kịt bay tới suýt chút nữa ông ta đã thả ám khí trong tay ra nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thứ này sắc mặt ông ta thay đổi rất nhiều bom audio điện tử võ tấn bền tại sao đối phương lại mang bom khi cận chiến với ông ta chứ điều này căn bản là không hợp lý nhưng ông ta biết nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này nhất định sẽ bị nổ chết, vì vậy ông ta vội vàng chạy ra cửa ngay lập tức. Đáng tiếc lúc này trước cửa có một cái cọc gỗ chặn lại rồi, trên mặt ông ta tràn đầy tuyệt vọng. Không, làm ơn thả tôi ra, thả tôi ra, Bạch Phú cần hét ra bên ngoài với vẻ run sợ. Nếu không có chứng ngại vật ở cửa, ông ta sẽ có đủ thời gian để ra khỏi căn nhà này. Nhưng bây giờ rõ ràng đường chảm đã chặn cửa ở bên ngoài. Đây là muốn đẩy ông ta vào chỗ chết. Đường chảm lắc đầu, đúng là ngu xuẩn, loại nhà này mà mày cũng dám vào, chẳng lẽ mày không biết trên thế này còn có vũ khí nóng sao? Bùm! Vừa dứt lời, đường trảm liền nghe thấy trong nhà có tiếng nổ lớn, có một cỗ lực lượng cực kinh khủng truyền đến, làm rung chuyển cọc gỗ chắn ngang cửa. Còn Bạch Vũ Cần không kịp chạy ra thì chắc chắn không chết cũng sẽ bị thương nặng. Đường chảm nhún vai, ném cái cọc gỗ rồi bước vào nhà, anh ta vẫn rất cảnh giác, bởi vì anh ta biết có thể Bạch Vũ Cần vẫn chưa chết nhưng sau khi bước vào anh ta phát hiện trên người bạch vũ cần đầy máu nghiêm trọng nhất là ở cổ lúc này toàn thân bạch vũ cần đang run lên đường chảm lắc đầu mày cũng quá xui xẻo rồi nhỉ nếu cổ của mày không bị loại mảnh bom này xuyên thủng thì chắc là vẫn có thể sống sót dù sao mày cũng là cường giả cảnh giới chiến thần mặc dù không có cách nào để chống lại bom nhưng có thể ngăn cản mảnh bom bắn chúng mình nhất định có năng lực làm giảm thiểu tổn thương đến mức thấp nhất Lời nói của đường trảm không nhận được phản hồi từ Bạch Vũ Cần, bởi vì Bạch Vũ Cần hiện đang hấp hối, Bạch Vũ Cần đang cầm ám khí trong tay, đáng tiếc là bây giờ ông ta thậm chí không thể sử dụng được ám khí. Thật đáng tiếc, tao còn tưởng sẽ phải đại chiến 300 hiệp với mày nữa, nhưng cuối cùng mày lại xui xẻo như vậy. Đường trảm nói xong liền trực tiếp rời khỏi căn nhà. Về phần thi thể của Bạch Vũ Cần, đương nhiên anh ta không cần quan tâm, anh ta biết người của kiếm lẫm sẽ mang thi thể của Bạch Vũ Cần về về phần là ai giết thì người của kiếm lẫm đương nhiên sẽ không biết. Anh ta đến Liêu Tây là một hoạt động bí mật và danh tính của anh ta chưa bao giờ được tiết lộ, ngay cả Nguyên Đạt Tiêu cũng không tiết lộ danh tính của anh ta. Bởi vì anh ta đã từng nói với Nguyên Đạt Tiêu rằng nếu danh tính của anh ta bị bại lộ, anh ta sẽ giết chết Nguyên Đạt Tiêu. Sau khi đường chảm rời khỏi ngôi nhà, liền đi tới bên cạnh công trường. Anh ta sẽ giết các thành viên còn lại của kiếm lẫm, cuộc chiến này sẽ sắp kết thúc. Ở cửa công trường, một người đang chậm rãi đi về phía trước, đối mặt với công nhân trên công trường, ông ta làm như không thấy, công nhân trên công trường nhìn thấy mấy tên vệ sĩ bên cạnh Nguyên Húc liền nhao nhao đẩy họ ra. Lục Phong Siêu lúc này đang đi theo bên cạnh Nguyên Húc, hắn ta biết lần này Nguyên Húc sẽ ngả bài với Diệp Vô Phong, nhưng hắn ta vẫn rất lo lắng. Dù sao thì thủ đoạn của Diệp Vô Phong thực sự quá kỳ dị, những người đối nghịch với Diệp Vô Phong dường như không có kết cục tốt đẹp. Xếp Nguyên, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên cân nhắc một chút. Dù sao việc đến tìm Diệp Vô Phong lúc này là quá mạo hiểm, hơn nữa người của kiếm lẫm đã xuất thủ rồi. Tôi nghĩ chúng ta không cần đến đâu nhỉ, Lục Phong Siêu thật sự không dám đi. Hắn ta biết bên kiếm lẫm thậm chí đã cử cao thủ cảnh giới chiến thần ra tay rồi, nếu ngay cả cao thủ cảnh giới chiến thần cũng không có cách nào giết chết Diệp Vô Phong, vậy thì đội ngũ cảnh giới tông sư mạnh nhất này có đi cũng chỉ là nộp mạng mà thôi. Nguyên Húc cười nói, chú Siêu, chú yên tâm, nếu tôi đã dám đến chỗ này thì nhất định đã nắm chắc phần thắng. Sau khi nghe lời này, Lục Phong Siêu chỉ có thể thở dài, nếu Nguyên Húc đã nói như vậy thì hắn ta chỉ có thể làm theo thôi. Suy cho cùng, hắn ta cũng chỉ là một vệ sĩ. Khi đến tòa nhà của công ty Hoa Cường, Nguyên Húc vẫn đang đi về phía trước, nhân viên lễ tân tiến lên tò mò hỏi, vị này, ngài đang tìm ai vậy? Nguyên Húc chỉ nhìn nhân viên lễ tân một cách thở ơ, Lục Phong siêu bước tới và tắt người đẹp ngã sóng xoài. Làm xong việc này, Nguyên Húc không nói lời nào mà tiếp tục đi về phía trước. Các nhân viên bảo vệ nhìn thấy cảnh này đã nhanh chóng báo cáo với nhân viên bảo vệ phía trên, đồng thời chạy tới chỗ Nguyên Húc, mà vệ sĩ bên cạnh Nguyên Húc chỉ có hai người. Rõ ràng hai vệ sĩ này có bản lĩnh không tầm thường. Một vài nhân viên bảo vệ đã bị hai vệ sĩ này xử lý chỉ trong ba hoặc hai cú đấm, sau khi hai vệ sĩ xử lý xong mấy nhân viên bảo vệ, họ không đi lên mà cắt ngã đường lại. Nguyên Húc đã nhanh chóng đến văn phòng của công ty Hoa Cường ở tầng 3. Lúc này, các nhân viên trong văn phòng vẫn đang làm việc một cách có trật tự. Nhìn thấy cảnh này, Nguyên Húc lập tức dừng dưng nói với vệ sĩ của mình, những người này là nhân viên của công ty Hoa Cường, giết hết họ đi. Các vệ sĩ lần lượt lao ra, Nguyên Húc đưa Lục Phong Siêu vào văn phòng chủ tịch. Lúc này Lâm Thư Âm vẫn đang ngủ trong vòng tay của Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong ngồi trên sofa mỉm cười khi nhìn thấy Nguyên Húc, tôi biết chuyện này nhất định là do ông làm mà. Vậy thì cậu có đoán được hôm nay tại sao tôi dám tới nơi này chưa? Nguyên Húc thờ ơ hỏi. Ông ta ngồi đối diện với Diệp Vô Phong, nhìn Lâm Thư Âm còn đang ngủ chưa tỉnh lại, rồi lại nghiêm túc nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lắc đầu, tôi không biết. Nhưng hiện tại bên ngoài công trường đã đánh nhau tới mức khí thế sôi sục rồi, chắc là đã máu chảy thành sông. Hai tổ chức sát thủ lớn của Hoa Hạ đang liều mạng, cảnh tượng này cũng khá hiếm đấy, ông không đi xem sao? Chương 662, phối hợp diễn kịch. Nguyên Húc hít sâu một hơi, tôi biết bên cậu nhất định có tổ chức nào đó bảo vệ, hóa ra là Phong Mãn lâu, không biết sát thủ của Phong Mãn lâu có thể chặn được sát thủ của Kiếm Lẫm hay không, dù sao thì tôi cũng biết bên Kiếm Lẫm có một trưởng lão đã đến đây diệp vô phong cười nói tôi biết vừa rồi hắn tới giết vợ tôi nhưng cuối cùng cũng rời đi như không có chuyện gì xảy ra rồi nguyên húc cười nói tôi biết bình thường chủ tịch lâm có một vệ sĩ ở bên cạnh tại sao bây giờ không thấy vệ sĩ đó thế có phải đã bị trưởng lão của kiếm lẫm giết rồi không diệp vô phong hờ hứng lắc đầu chuyện này thì không đúng hắn có chút việc nên rời đi rồi nguyên húc đánh giá cẩn thận biểu hiện trên mặt của diệp vô phong nhưng khi nhìn thấy Diệp Vô Phong chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Thư Âm, dáng vẻ như đã tính trước mọi việc, trong lòng ông ta lại có chút bối rối. Phải biết rằng Diệp Vô Phong bây giờ đang chiến đấu với lũ quái vật, khắp nơi bên ngoài đều là sát thủ, nếu phòng ngự của Phong mãn lâu bị công phá, vậy thì công trường này sẽ giống như lò mổ, thành viên của kiếm lẫm sẽ đuổi cùng giết tuyệt tất cả người ở đây. Điều mà sát thủ của kiếm lẫm thích làm nhất, đó là tàn sát. Cậu có biết lần này tôi đến đây làm gì không? Nguyên Húc thờ ơ nhìn Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong lắc đầu, chuyện này tôi thật sự không biết, ông có thể nói cho tôi biết một chút. Nguyên Húc u ám nói, tao phải báo thù cho con trai Nguyên Đông Thành. Tao vẫn khắc sâu những gì mà mày đã làm trong nhà máy bỏ hoang kia. Kiếm hiệp hay? Diệp Vô Phong hít sâu một hơi, thật ra ông sai rồi. Có một chuyện ông nên biết, lúc đầu con trai của ông muốn giết tôi, nhưng cuối cùng bởi vì bản thân bất tài nên bị tôi phản sát loại chuyện này không phải rất bình thường sao vậy theo ý của ông thì con trai của ông chỉ có thể giết người chứ không thể bị giết nguyên húc lạnh mặt nói tao biết những người như mày rất giỏi ngụy biện nhưng cũng bình thường thôi dù sao nếu không giỏi ngụy biện mày cũng sẽ không làm chủ tịch công ty hoa cường diệp vô phong lãnh đạm nói tôi trở thành chủ tịch là bởi vì thực lực của tôi thôi nguyên húc chỉ hờ hứng nhìn diệp vô phong tính mạng của đông thành mày vẫn phải trả lại bây giờ tao cho mày một cơ hội nếu như mày tự sát tao có thể chấm dứt trò hề này tao sẽ bảo người của kiếm lẫm rút lui diệp vô phong tò mò hỏi ông bị ngốc sao hiện tại tôi đang yên ổn ở chỗ này sát thủ của kiếm lẫm chưa chắc có thể đột phá phòng ngự của phong mãn lâu hơn nữa cho dù là đột phá chẳng lẽ thực lực của tôi không mạnh sao nguyên hút bật cười mày cho rằng chính mình có thể giết hết bọn họ sao mày hơi đề cao bản thân quá rồi đấy Diệp Vô Phong nhún vai cũng không phải là chưa từng làm mà. Nguyên hút nhất thời không hiểu ý tứ của Diệp Vô Phong, nhưng ông ta cũng không nghĩ nhiều, bình tĩnh nói, bây giờ tao cho mày cơ hội này, là muốn mày vẫn có thể hoàn thành công việc của chính mình, nhưng nếu mày không cần thì quên đi, tao sẽ cho mày biết lựa chọn của mày ngu ngốc như thế nào. Diệp Vô Phong vẫn tò mò nhìn Nguyên hút, thật ra ông có biết không? Hiện tại tôi có thể giết chết ông, bên cạnh ông không có ai có thể bảo vệ ông đâu nguyên húc nói tao hy vọng mày hiểu rõ một điều dù sao nếu mày ra tay với tao thì tất cả mọi người của công trường này sẽ chôn cùng tao luôn diệp vô phong nhanh chóng biết nguyên húc đang ám chỉ điều gì nhưng anh vẫn giả vờ kinh ngạc hỏi tôi giết ông thì mọi người trên công trường đều sẽ chôn cùng ông sao sao tôi không biết ông có bản lĩnh như thế nhỉ nguyên húc nở nụ cười tao biết mày không tin nhưng để tao nói cho mày biết có đôi khi muốn mấy cao thủ tự cao tự đại như mày chôn cùng không cần dùng sức mạnh nhiều đâu Thế giới này là thế giới vũ khí nóng, mặc dù mày mạnh mẽ nhưng cũng tuyệt đối không thể địch nổi uy lực của bom đạn đâu." Diệp Vô Phong nhìn Nguyên Húc, "Vậy ý của ông là trên công trường của tôi có gài bom sao?" Nguyên Húc mỉm cười, "Mày vẫn rất thông minh, tao đã cài khá nhiều bom vào công trường của mày rồi, nếu mày dám lộn xộn, tao sẽ cho nổ những quả bom này, cả công trường đều sẽ chôn cùng mày." Nói xong lời này, coi như Nguyên Húc đã nói hết tình hình hiện tại rồi lúc này ông ta đang ở thế thượng phong diệp vô phong giả bộ rất sợ hãi nhưng hiện tại ông cũng đang ở trên công trường nếu cho nổ bom ông cũng sẽ bị nổ chết thôi nguyên hút bật cười khi tao tới đây cũng chưa từng nghĩ sẽ còn sống trở về nếu có thể chôn cùng mày cho dù chết cũng đáng giá ông ta lấy ra một cái nút đúng lúc này một thành viên của phong mãn lâu xuất hiện trong văn phòng anh ta gật đầu với diệp vô phong nói sát thủ của kiếm lẫm đã bị đánh bại công trường tạm thời an toàn. Diệp Vô Phong cười nói, mọi người vất vả rồi, chờ tôi giải quyết xong chuyện bên này sẽ đi tính toán tiền trợ cấp cho mọi người. Người của Phong mãn lâu nghe vậy, gật đầu rồi quay người rời đi. Nguyên Húc chỉ thờ ơ nói, mày còn muốn gạt bọn họ sao? Hiện tại bọn họ ở ngoài công trường thì đương nhiên không có việc gì, nhưng công trường của mày có thể sẽ gặp tai họa, mày còn mạng để đưa tiền trợ cấp cho bọn họ sao? Diệp Vô Phong đột nhiên ngừng giả bộ sợ hãi, mà lắc đầu nói thực ra tôi đã sớm tháo bom của ông rồi vừa rồi chỉ là muốn phối hợp diễn kịch với ông chút thôi nguyên húc sửng sốt một chút sắc mặt nhanh chóng trở nên u ám ý của mày là gì diệp vô phong cười nói không ngờ ông lại để cho người của tôi phản bội tôi quả nhiên chỉ cần có đủ tiền sẽ có người mạo hiểm nhưng quả bom hắn đặt ở công trường đã sớm bị tháo ra rồi ông không tin thì có thể nhấn nút thử xem nguyên húc nghe vậy lập tức rất tức giận đùa cái gì vậy Kế hoạch của tao hoàn hảo như thế, sao mày có thể biết được? Diệp Vô Phong lắc đầu, nếu không phải tối hôm đó tôi tình cờ đi ra ngoài làm chút chuyện, nhìn thấy tên nhóc kia lén lút khi đi ngang qua tòa nhà của công trường, thì tôi thật sự sẽ mắc bẫy của ông rồi. Nguyên Húc rất tức giận, nhưng ông ta vẫn không tin những gì Diệp Vô Phong nói, cho dù biểu hiện của Diệp Vô Phong lúc này rất bình tĩnh, ông ta cũng cho rằng đó chỉ là giả bộ thôi. Chỉ để ông ta thả lỏng cảnh giác, rồi sau đó sẽ cướp lấy cái nút kia. Ông ta cười khẩy, muốn lừa tao à? Mày nghĩ nhiều rồi, muốn chơi trò chiến tranh tâm lý ư, tao không sợ đâu. Diệp Vô Phong biết Nguyên Húc đã hiểu lầm, cho nên lắc đầu nói, tôi nói nếu ông không tin thì cứ ấn nút đi. Dù sao không phải đó chính là mục đích ông tới đây sao? Nụ cười của Nguyên Húc dần dần vụt tắt, ông ta đang nghĩ về tính xác thực của lời Diệp Vô Phong nói, nếu quả bom không được tháo dỡ thì kết quả của việc nhấn nút sẽ khiến cả công trường nổ tung. Chương 663, mạng của anh là do anh quyết định. Tất cả mọi thứ sẽ trực tiếp bị phá hủy. Nhưng đây cũng là điều ông ta muốn. Ông ta nhìn cái nút trên tay, nhanh chóng hạ quyết tâm, cả đời này tôi chưa mang lại được gì cho nhà họ Nguyên, nhưng khi tôi chết, ít nhất cũng đã giúp nhà họ Nguyên ít nhất một lần, coi như tôi trả lại cho nhà họ Nguyên ơn dưỡng dục. Ông ta nhìn Diệp Vô Phong, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nếu là như thế, vậy thì mày đi xuống địa ngục với con trai tao đi. Ông ta lập tức nhấn nút, trong lòng Lục Phong Siêu và những người khác đều sửng sốt, tất nhiên, họ biết rằng nếu nơi này đầy bom thì hậu quả là họ cũng sẽ phải chịu tai ương theo. Nhưng không ai trong số họ có thể ngăn cản điều này. Đã nhấn nút, nhưng tiếng nổ như mong đợi không phát ra, mọi người đều tò mò, sắc mặt Nguyên hút càng ngày càng u ám. Bây giờ ông ta mới tin những gì Diệp Vô Phong nói là thật, quả bom đã thực sự được phá rỡ. Nhưng rõ ràng ông ta đã làm chuyện này hết sức hoàn hảo rồi mà, dù là xúi dục người ở công trường hay đặt bom, ông ta đều tự mình sắp xếp, thậm chí còn dạy người đó cách làm để không ai phát hiện ra. Nhưng ngay cả như vậy, Diệp Vô Phong vẫn biết kế hoạch của ông ta. Lúc này, quả bom không hề nổ, còn át chủ bài cuối cùng của ông ta cũng không còn nữa. Diệp Vô Phong đi tới trước mặt Nguyên Húc, cười nói, nhìn xem, tôi không nói dối ông, tôi đã gỡ bom rồi, hiện tại ông đã tin chưa? Nguyên hút ngây ngẩn cả người. Ông ta biết kế hoạch của mình đều đã tan thành mây khói. Ông ta không còn khả năng khiêu khích Diệp vô phong nữa. Chỉ là vào lúc này, ông ta mới nghĩ ra. Cho dù Diệp vô phong có làm gì, anh cũng chưa từng đánh thức Lâm Thư Âm. Lâm Thư Âm vẫn luôn ngủ say trong vòng tay anh. Nếu thực sự hoảng loạn, anh nên đánh thức Lâm Thư Âm ngay lập tức mới đúng. Nguyên Húc đứng dậy, chỉ vào Diệp vô phong, nói: Mặc dù mày đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch của tao nhưng công ty hoa cường của mày cuối cùng cũng sẽ bị nhà họ nguyên tiêu diệt thôi diệp vô phong xua tay tôi nghĩ trước tiên ông nên suy nghĩ cho an toàn của bản thân đi hiện tại ông ở trong tay của tôi đấy nguyên húc chế nhạo nói tao ở trong tay mày ư cho tới bây giờ tao chưa từng bị bắt mày cho rằng tao thật sự sẽ bị mày uy hiếp sao mày nghĩ nhiều quá rồi nguyên húc nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài lúc này bên cạnh văn phòng là một khoảng trống Đám người Lục Phong siêu thậm chí không có thời gian để ngăn chặn Nguyên Húc, Nguyên Húc đã rơi từ trên lầu xuống. Và điều đáng tiếc là đầu của ông ta đập thẳng xuống đất. Đám người Lục Phong siêu đều kinh hãi, họ biết điều gì sẽ xảy ra với họ sau khi Nguyên Húc chết, lúc này toàn thân họ run lên, nhưng họ không thể làm gì được. Diệp Vô Phong nói với đám người Lục Phong siêu, tôi không làm gì các người đâu, các người có thể tự rời đi. Sau khi trở về thì nhắn với nhà họ Nguyên một câu Tôi sẽ đích thân đến nhà họ Nguyên thăm hỏi. Lục Phong siêu cùng những người khác chỉ có thể đi ra ngoài, Diệp Vô Phong lúc này mới cười nói, "Đúng rồi, tôi quên nói cho các người biết, tôi thật sự không vứt bỏ số bom kia sau khi phá rỡ, tất cả đều được đặt ở xí nghiệp Chu Tinh rồi." Lục Phong siêu trợn to hai mắt nhìn Diệp Vô Phong, hắn ta chưa bao giờ tưởng tượng được đến cuối cùng Diệp Vô Phong lại làm ra chuyện như vậy, nếu Nguyên Húc biết chuyện, chắc sẽ chết không nhắm mắt. Nhưng Lục Phong Siêu và những người khác không quan tâm lắm, đầu tiên phải rời khỏi văn phòng của công ty Hoa Cường trước. Nhưng khi mở cửa văn phòng, họ phát hiện ra những vệ sĩ mà Nguyên Húc để lại để giết những nhân viên đó đã biến mất. Các nhân viên vẫn làm việc bình thường trong văn phòng này. Biểu hiện của Lục Phong Siêu thay đổi rõ rệt, loại giết chóc thầm lặng này thật sự là quá khủng bố. Lúc nãy họ hoàn toàn không nhận ra điều gì cả. Khi Lục Phong Siêu và những người khác đi ra bên ngoài tòa nhà, lúc này họ mới nhìn thấy một vài vệ sĩ đã nằm chết trên mặt đất từ lâu. Người vệ sĩ nằm gần nơi Nguyên Húc nhảy khỏi tòa nhà, trên cổ anh ta có một vết hằn. Lục Phong siêu nhìn lại văn phòng trên lầu ba, trong lòng càng ngày càng rét lạnh, hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng đã chuẩn bị nhiều kế hoạch như vậy, nhưng Diệp Vô Phong lại hoàn toàn phá giải hết, cùng Diệp Vô Phong từ đầu tới cuối đều tỏ ra thờ ơ rừng dưng, Giống như là đang xem hài kịch vậy. Người này thật sự quá khủng bố. Trong lúc nhất thời, Lục Phong Siêu chỉ cảm thấy mình không có dũng khí để đối mặt với Diệp Vô Phong một lần nữa, cho dù là sức mạnh hay đầu óc, Diệp Vô Phong đều là một trong những người giỏi nhất. Trụ sở của xí nghiệp Chu Tinh, văn phòng của Chu Tinh đã nổ tung, Chu Tinh khi nghe tin đã rất sốc, trong lòng cũng thầm mừng rỡ vì lúc đó mình không có ở văn phòng. Nhưng chuyện này thật sự quá ghê tởm, cuối cùng là ai dám động thủ với ông ta? Chu Tinh hít sâu một hơi khi nghe thư ký báo cáo kiểm tra, ý cô là những quả bom này đều đến từ nhà họ Nguyên. Thư ký gật đầu, mặc dù không biết tại sao nhà họ Nguyên lại làm việc này, nhưng chúng tôi đã cùng nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra và những vật chất phát hiện trong các mảnh vỡ do bom để lại đều là của nhà họ Nguyên. Chu Tinh hít sâu một hơi, tuy rằng tôi không biết rốt cuộc nhà họ Nguyên muốn làm gì, nhưng nếu bọn họ đã muốn tôi chết, tôi cũng không cần thiết phải hợp tác với bọn họ nữa, trước tiên cứ như vậy đi. Chu Tinh lúc này đã cảm thấy mệt mỏi rồi, ông ta không muốn nhúng tay vào nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện tại không thể làm gì hơn. Ông ta ngồi vào chỗ của mình, đây là một văn phòng tạm thời bỏ trống. Nhà họ Nguyên muốn làm gì? Phải biết hiện tại bọn họ đang chiến đấu với công ty Hoa Cường. Nếu không có xí nghiệp Chu Tinh hỗ trợ, bọn họ sẽ mất đi một trợ thủ đắc lực rồi. Chẳng lẽ là vu oan hãm hại? Chu Tinh đứng bật dậy, tôi cần đến nhà họ Nguyên xem xét tình hình. Khi đến nhà họ Nguyên, ông ta thấy nhà họ Nguyên có treo một tấm vải trắng. Điều này có nghĩa là ai đó đã chết. Sắc mặt Chu Tinh đại biến, ông ta vội vàng tiến vào, nhanh chóng hỏi thăm tình hình. Nguyên Húc chết và được kéo về từ công trường của công ty Hoa Cường. Lại là Diệp Vô Phong sao? Chu Tinh luôn cảm thấy Diệp Vô Phong lúc này quá mức kinh khủng, hiện tại đã giết chết cha con Nguyên Húc rồi. Nguyên Đạt Tiêu cũng bị đưa vào tù, đoán là cả đời này cũng không thể ra ngoài sau đó lại đến lý sướng và trịnh phi diệp vô phong muốn khiến những xí nghiệp hợp tác với nhà họ nguyên phải sợ hãi ông ta cũng có chút sợ hãi khi giao thiệp với diệp vô phong nguyên húc đã chết rồi ông ta cũng biết nguồn gốc của những quả bom kia sắc mặt ảm đạm xuống diệp vô phong tao biết mày chính là người vu oan giá họa mà mày đúng là không thể khiến người ta bớt lo mà ông ta suy nghĩ một hồi cuối cùng cảm thấy vào nhà họ nguyên lúc này cũng không thoải mái cho nên cuối cùng đã rời khỏi nhà họ Nguyên. Chương 664, mở phòng an toàn. Trong đại sảnh của nhà họ Nguyên, lúc này Nguyên Phong thờ ơ nhìn thi thể của Nguyên Húc. Nguyên Trần mím môi, ông ta biết đây chỉ là chi thứ, nhưng cũng coi như là người của nhà họ Nguyên, điều mà Diệp Vô Phong làm bây giờ chính là giết chết người của nhà họ Nguyên. Ông ta hít một hơi thật sâu, xem ra nhà họ Nguyên và công ty Hoa Cường không có cách nào dùng biện pháp hòa bình để cạnh tranh rồi không phải cậu ta cho rằng thực lực của mình rất mạnh sao? Tôi muốn xem cậu ta thật sự có thể đánh bại hết cao thủ của cả thế giới hay không? Nguyên Phong chỉ ở một bên nhìn Nguyên Trần, anh ta biết rằng vấn đề này giống như một loại bột nở, làm lên men tất cả các trận chiến trước thời hạn. Xét cho cùng, nhà họ Nguyên luôn bị công ty Hoa Cường rắt mũi, cho tới nay nhà họ Nguyên luôn gặp bất lợi, bởi vì Diệp Vô Phong luôn có thể phá hủy kế hoạch của họ và điều mà Nguyên Phong thấy bây giờ là mối liên hệ giữa nhà họ Nguyên và những doanh nhân ở Liêu Tây đã dần yếu đi, dù có ép buộc và dụ dỗ để ngăn chặn xu hướng kia lại, nhưng thực tế anh ta biết rằng xu hướng này vẫn đang tiếp diễn theo hướng mà Diệp Vô Phong muốn. Nguyên Phong thực sự đã nghĩ ra đủ mọi biện pháp, nhưng anh ta phát hiện Diệp Vô Phong vẫn là một thiên tài, luôn có thể phá hủy mọi kế hoạch của bọn họ. Diệp Vô Phong này thật sự là rất lợi hại, một chút tư liệu về anh ta kia không phải là tất cả đâu. Nguyên Phong nhìn tất cả tin tức của Diệp Vô Phong do nhà họ Nguyên điều tra. Nhưng thật ra Nguyên Phong vẫn luôn cảm thấy có vấn đề ở đây, dù sao loại lý lịch này cũng thực sự quá sạch sẽ, có chút kỳ quái là khi Diệp Vô Phong không có gì trong tay, làm sao Lâm Thư Âm lại gặp được Diệp Vô Phong? Không, cần phải nói rằng ông cụ Lâm đã gặp được Diệp Vô Phong như thế nào, dù sao thì lúc trước Diệp Vô Phong cũng chỉ là một tên vô dụng, trong hoàn cảnh như vậy, cộng với tình hình kinh tế của nhà họ Lâm lúc đó, có thể nói rằng trong mắt Lâm Thư Âm và tất cả thành viên nhà họ Lâm, Diệp Vô Phong chỉ là đồ bỏ đi. Một tên phế vật, vậy mà lại kết hôn với một nữ thần như Lâm Thư Âm, loại tình tiết này chỉ xuất hiện trong các vở kịch thôi, cho nên Nguyên Phong nheo mắt nhìn tất cả những thứ đã ghi ở trên tài liệu, nhanh chóng hít một hơi. Xem ra thân phận thật sự của Diệp Vô Phong này chỉ có ông cụ Lâm mới biết được. Đáng tiếc ông cụ Lâm đã chết, cho nên chân tướng thật sự không ai biết được. Nguyên Phong tặc lưỡi hai lần, Nguyên Trần nhìn các thành viên xung quanh, sao vậy? Các người không biết nói nữa à? Tất cả các thành viên đều chỉ biết cúi đầu, dù sao bọn họ đều biết không có cách nào thay đổi được loại chuyện này. Cái chết của Nguyên Húc đã khiến Nguyên Trần không còn lý trí, cho nên bây giờ Nguyên Trần không có cách nào bình tĩnh xử lý mọi chuyện được. Tất nhiên Nguyên Phong biết rằng điều này là bình thường, nhưng anh ta sẽ ý chung biết chỉ có cách Nguyên Trần nói mới có thể phá vỡ tình trạng khó khăn này nhưng nguyên phong cũng biết điều này tương đương với việc đẩy nhà họ nguyên lên đầu sóng ngọn gió cho tới nay nhà họ nguyên luôn làm việc từ phía sau trên thực tế hiếm khi đối đầu trực diện với các gia tộc hoặc xí nghiệp khác vì vậy nhà họ nguyên không giỏi loại đối đầu như thế này nếu đã như thế thì nên tránh mũi nhọn này ra mới đúng nhưng việc nguyên trấn phải làm bây giờ chính là đưa ra bất lợi cho bọn họ bằng cách này nếu diệp vô phong biết chuyện đối phương nhất định sẽ trực tiếp tấn công điểm này Quyết định của Nguyên Trần hiển nhiên là điều mà Nguyên Phong không đồng ý, nhưng Nguyên Phong cũng biết rằng sự phản đối của mình không có cách nào ảnh hưởng đến quyết định hiện tại của Nguyên Trần. Một khi Nguyên Trần đưa ra quyết định thì không ai khác có thể thay đổi được, những người muốn thay đổi quyết định của Nguyên Trần lúc đầu đến giờ đều đã chết và chết một cách ngoài ý muốn. Bảo Chu Tinh đến đây một chuyến, ông có chuyện muốn dặn dò ông ta. Nguyên Trần lãnh đạm nhìn Nguyên Phong, Nguyên Phong chỉ có thể gật đầu rời đi lúc này diệp vô phong đang đứng một mình gần nhà họ nguyên nhìn cảnh vật xung quanh và kết nối tai nghe việc giám sát nhà họ nguyên đã được điều chỉnh chưa diệp vô phong hỏi hồng á phương tự tin nói yên tâm đi họ hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ thay đổi nào họ thậm chí không biết bức ảnh mà họ nhìn thấy là đêm qua đêm tối mịt mù gió diệp vô phong nở nụ cười lãnh đạm không ngờ chúng ta vẫn dùng cách này để vào phòng an toàn nhưng các người nói đã có thể mở khóa an toàn kia rồi hồng á phương nói yên tâm đi khi chúng tôi biết về loại khóa này chúng tôi đã lập tức đi tìm thợ sửa khóa mạnh nhất hoa hạ ông ta đã chỉ cho chúng tôi cách mở khóa an toàn mặc dù nó hơi dườm già nhưng cưu quả thực là có thể mở được ổ khóa diệp vô phong nghe lời này cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi lãnh đạm nói đã như vậy tôi sẽ tin cô một lần điều tra giúp tôi những thủ vệ kia tôi đoán lát nữa sẽ cần trợ giúp đấy du kinh hồng nói yên tâm đi chuyện hỗ trợ cứ giao cho tôi Trinh sát thì giao cho Yến Phi, cậu ta là người chuyên nghiệp. Sau khi Diệp Vô Phong nghe những lời này, anh mới yên tâm leo thẳng qua tường để đi vào. Chỉ là anh lại nhanh chóng đổi kênh tai nghe, cậu đã biết vị trí của các tay súng bắn tỉa nhà họ Nguyên, tôi cần họ im lặng bất tỉnh hoặc chết đi. Đường Trảm cười nói, lão đại yên tâm, chuyện này cứ giao cho bọn em, em nhất định sẽ làm cho đám người bắn tỉa kia không thể phát hiện hành tung của anh. Diệp vô phong thờ ơ nói, tôi biết cậu muốn dùng chiêu dương đông kích tây, nhưng cậu phải để ý, loại chuyện này làm không đơn giản như vậy đâu, nhà họ Nguyên vẫn có người có thể phát hiện ra loại chuyện này đấy. Đường chảm cười nói, lão đại, anh phải tin vào thực lực của em chứ, đương nhiên nếu có thể thì em sẽ không bứt dây động rừng đâu. Lúc này Diệp vô phong mới đi về phía trước, chỉ cần nơi anh đi qua, tên bắn tỉa bị giám sát nhất định sẽ bị một cây kim nhỏ đâm vào, sau đó tiếp tục nằm trên mặt đất không có động tính gì nữa. Nếu không đến gần họ thì sẽ không bao giờ biết rằng tất cả họ đều đã bất tỉnh. Cuộc hành trình của Diệp Vô Phong diễn ra vô cùng suôn sẻ, anh nhanh chóng đến sân trong của nhà họ Nguyên, không có ai trong nhà họ Nguyên này có thể đối chiến với Diệp Vô Phong cả. Khi đến phòng an toàn, Diệp Vô Phong đang định dùng phương pháp mà Hồng Á Phương đã nói để mở khóa, nhưng khi vừa đến cửa, lỗ tai của anh khẽ động, lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Cách đó không xa có tiếng bước chân, không chỉ có một người. Diệp Vô Phong đánh giá xung quanh, cuối cùng chỉ có thể trốn ở trong góc tường, sau đó cẩn thận nhìn về phía trước, liền nhìn thấy Nguyên Trần mang theo hơn chục người nhà họ Nguyên đến nơi này. Diệp Vô Phong nở nụ cười, xem ra mình không cần vất vả mở cửa, đã có sẵn luôn rồi. Sau khi Nguyên Trần mở cửa, quay đầu nhìn hai thành viên bên cạnh, "Các người ở đây chờ, những người khác vào cùng tôi." Chương 665, không hề có bức tranh kia. Hai thành viên gật đầu sau khi nguyên trần bước vào hai thành viên đứng ở hai bên cửa sau đó hết sức cảnh giác nhìn xung quanh nhưng bọn họ đều biết nhà họ nguyên rất an toàn nếu có kẻ địch lính bắn tỉa sẽ biết ngay vì vậy họ đứng ở đây chỉ vì quyền hạn của bọn họ không đủ nên chỉ có thể đứng ngoài bởi vì những thứ trong phòng an toàn này rất quan trọng họ không đủ tư cách để biết trong đó có những gì diệp vô phong đợi cho đến khi nguyên trần và những người khác rời đi sau đó đến phòng an toàn Bật mật khẩu và nhanh chóng mở khóa tầng thứ nhất. Tất nhiên, Hồng Á Phương đã lấy được mống mắt dễ dàng hơn. Sau khi tầng thứ hai được mở khóa, cánh cửa đã mở ra, Diệp Vô Phong nói với Du Kinh Hồng cửa đã được mở. Xem ra lần này chúng ta coi như thắng lợi rồi. Đường chảm lúc này mới nói, Lão Đại, muốn làm gì thì nhanh lên. Bọn họ chỉ có thể hôn nguyên nửa giờ thôi. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, yên tâm. Sau khi cửa được mở ra, tìm đồ vật luôn là sở trường của tôi mà. Sau khi bước vào căn phòng an toàn này, Diệp Vô Phong có chút kinh ngạc, bởi vì trong căn phòng an toàn này có rất nhiều bức tranh và thư pháp cổ quý giá. Ngoài những thứ này ra, còn có nhiều tài liệu, một số hình ảnh rất cũ. Diệp Vô Phong cầm một bức ảnh trên tay và phát hiện ra đó là bức ảnh Lý Sướng và Trịnh Phi nói chuyện với Chu Tinh, trong ảnh cả Lý Sướng và Trịnh Phi đều còn rất trẻ. Trong số này có 4 năm bức ảnh có liên quan, Diệp Vô Phong mỉm cười cất ảnh đi, sau đó tiếp tục nhìn xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Tuy rằng những thứ ở đây rất có giá trị, nhưng không có Vạn Sơn Hồng Biến mà anh muốn tìm, anh cau mày nói, "Đội trưởng, cô có nhầm không, tôi không tìm thấy bức tranh đó ở đây." Du Kinh Hồng vừa nghe vậy liền nhíu mày, "Không thể nào, tình báo cho thấy Vạn Sơn Hồng Biến ở trong nhà họ Nguyên, anh tìm lại xem." diệp vô phong bất lực nói tôi đã tìm rồi đã tìm rất lâu nhưng không thấy bức tranh kia hay là cô vào tìm thử xem du kinh hồng suy nghĩ một chút rồi nói nếu không ở phòng an toàn thì chắc là ở nơi khác rồi anh về trước đi sau đó diệp vô phong đóng cửa phòng an toàn và rời khỏi sân trong của nhà họ nguyên mà anh cũng không cần lo lắng nhiều như vậy dù sao hiện tại có thể mở cửa phòng an toàn muốn đi vào thì có thể vào bất cứ lúc nào khi đến chỗ du kinh hồng lúc này du kinh hồng đang cau mày cô ta biết trong nhà họ nguyên có thứ mình muốn cô ta tưởng là ở trong phòng an toàn nhưng không phải cô ta hơi kinh ngạc nếu không phải như vậy thì có nghĩa là nhà họ nguyên còn có chỗ giấu bảo vật khác và bức tranh đó được cất giấu ở chỗ khác du kinh hồng rất chắc chắn dù sao cô ta cũng tin tưởng tư liệu của tình báo cũng tin nhóm bọn họ sẽ không nhầm diệp vô phong nhìn vẻ mặt của du kinh hồng cười nói không sao đâu đã như vậy Lần sau chúng ta sẽ tìm người hỏi thăm, nhà họ Nguyên ở đây, bọn họ không thể trốn thoát đâu. Du Kinh Hồng lúc này rất lo lắng, thực ra, một người của nhà họ Nguyên đã rời khỏi Hoa Hạ. Lúc này Nguyên Tông Kiệt đang ở Hoa Kỳ, nếu anh ta rời Hoa Hạ cùng với bức tranh đó thì chúng ta sẽ rất khó khăn. Diệp Vô Phong cũng biết lời Du Cảnh Hồng nói là đúng, nếu Vạn Sơn Hồng biến, ở bên ngoài muốn lấy lại bức tranh đó sẽ rất phiền phức dù sao chính phủ không thể ra mặt bảo Hoa Kỳ bắt Nguyên Tông Kiệt, hơn nữa nếu đối phương đã biết tầm quan trọng của Vạn Sơn Hồng Biến thì càng không thể trả lại bức tranh đó. Do đó, vấn đề này không thể kinh động đến phía chính phủ Hoa Kỳ. Diệp Vô Phong cũng biết chuyện này, nhưng anh cũng biết hiện tại không cần lo lắng, anh đã có bằng chứng giết chết xí nghiệp Chu Tinh, đương nhiên phải nghĩ cách xử lý bọn chúng. Nếu xí nghiệp Chu Tinh sụp đổ, thì kế tiếp sẽ dễ dàng đối phó nhà họ Nguyên hơn nhiều diệp vô phong nhìn du kinh hồng cuộc quyết đấu giữa công ty hoa cường và nhà họ nguyên đã bắt đầu rồi cô cứ nhịn một chút chờ sau khi chúng ta tiêu diệt hoàn toàn nhà họ nguyên lúc đó tôi sẽ lật ngược nhà bọn họ để tìm cho cô du kinh hồng bất lực nói cũng chỉ có thể như vậy nhưng bây giờ tôi phải báo cáo vấn đề này ít nhất cũng phải đảm bảo vạn sơn hồng biến không được vận chuyển ra nước ngoài diệp vô phong gật đầu cũng không phản đối dù sao anh cũng đã làm xong việc của mình Du Kinh Hồng sẽ lo liệu phần còn lại. Sau khi tạm biệt Du Kinh Hồng trở về nhà, Lâm Thư Âm lúc này đã ngủ rất say trên giường, nên anh yên lặng lên giường không quấy giày cô. Công trường vẫn hoạt động bình thường, lúc này xu thế chung của công ty Hoa Cường ở Liêu Tây đang từng bước được thiết lập, ngày càng có nhiều xí nghiệp không còn chịu sự kiểm soát của nhà họ Nguyên, lặng lẽ ký hợp đồng với công ty Hoa Cường. Dù sao bọn họ kiếm được tiền thì sẽ vui vẻ thôi, còn ai có thể thắng trận chiến này thì họ không quan tâm, vì họ biết rằng dù là nhà họ nguyên hay công ty hoa cường bọn họ đều phải nhìn sắc mặt của người ta mà sống công việc của lâm thư âm cuối cùng cũng bớt đi rất nhiều cô không cần phải ở trong văn phòng cả ngày vợ à cả ngày em bận rộn như vậy là không được đây phải chú ý sức khỏe chứ diệp vô phong nhìn lâm thư âm cuối cùng cũng ký xong hết hợp đồng cười nói lâm thư âm bất lực nói em cũng không có lựa chọn nào khác nhưng bây giờ bọn họ không ở bên cạnh em, em chỉ có thể tự mình làm. May mà đám người Hoa Vũ vẫn ở đây, nếu không em thực sự bận đầu tắt mặt tối luôn. Diệp Vô Phong xoa bóp cho Lâm Thư Âm và nói, thực ra, sự phát triển của công ty Hoa Cường đã coi như là nhanh rồi. Với sự hỗ trợ từ phía chính phủ, chúng ta chắc chắn có thể hạ bệ nhà họ Nguyên, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lâm Thư Âm thở dài nói, nhưng nếu nhà họ Nguyên có cơ hội xả hơi thì chúng ta có thể bị phản công. Nhà họ Nguyên luôn gặp bất lợi, nhưng như anh cũng biết, nhà họ Nguyên là con rắn độc, ở Liêu Tây bọn họ có tài nguyên mà chúng ta không có." Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, "Vợ đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, bọn họ nhất định không thể cản rỡ đâu." Lâm Thư Âm đương nhiên tin tưởng Diệp Vô Phong, nhưng ít nhất hiện tại có vẻ như nhà họ Nguyên không bị đe dọa dưới bất kỳ hình thức nào, đối phương có thể tấn công công ty Hoa Cường ngay lập tức. Hơn nữa, không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh, Lý do nhà họ Nguyên có thể trở thành sự tồn tại hùng mạnh nhất ở Liêu Tây không phải chỉ mấy thủ đoạn bề ngoài. Vì vậy, nhà họ Nguyên chắc hẳn vẫn có nhiều mánh khóe để sử dụng công kích công ty Hoa Cường. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 666, Hợp tác lâu dài Giống như đám sát thủ kiếm lẫm ở công trường lúc trước, không phải là do nhà họ Nguyên tìm đến sao? Vợ à, chúng ta đến bệnh viện gặp yêu phong đi nói thế nào thì ông ta bị thương là để bảo vệ em. Diệp vô phong nhớ tới Yêu Phong đang điều trị trong bệnh viện. Khi đó, Yêu Phong đã qua cơn nguy kịch, bệnh viện đã gọi điện thoại đến, vì vậy Diệp vô phong biết Yêu Phong hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đến bệnh viện, Diệp vô phong nhìn thấy Yêu Phong trong phòng bình thường, tứ chi của ông ta được đắp bằng thạch cao, giống như một xác ướp. Yêu Phong nhìn chầm chầm Diệp vô phong, Diệp vô phong cười ha hả, ông đúng là mạng lớn mà, Đầu tiên là bị cường giả cảnh giới chiến thần tấn công, sau đó từ tầng 3 rơi xuống, thế mà ông vẫn còn sống, thật là kinh ngạc. Yêu Phong không thể nói lớn tiếng, chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn Diệp Vô Phong, cậu nói nghe hay lắm, đến bây giờ mới đi gặp tôi, ông chủ như cậu có phải hơi lòng giả thâm độc rồi không? Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, tôi đã báo thù cho ông rồi, cũng trả tiền thuốc men cho ông, nếu như tôi đến trễ một chút, phỏng trừng hiện tại ông đã bị đối phương giết chết rồi yêu phong đương nhiên biết diệp vô phong nói thật dù sao ông ta cũng biết loại chuyện này diệp vô phong hiện tại có nhiều kẻ thù như vậy tất nhiên sẽ có một số điều tra giám sát kẻ địch cũng có thể tới nơi này điều này đương nhiên rất phiền phức đối với yêu phong bây giờ yêu phong không có năng lực hành động gì cả ngay cả việc ăn uống đi vệ sinh cũng phải có người chăm sóc vì vậy nếu có kẻ thù đến yêu phong không có cách nào ngăn cản được đừng nói nhảm nữa lần này phong mãn lâu đã bị thương rất nặng. Tên nhóc cậu đúng là lợi hại, ngay cả kiếm lấm cũng trêu chọc tới nhưng không ai biết được thân phận của cậu, giỏi lắm. Yêu Phong xúc động nói. Diệp vô phong bất lực, tôi cũng không muốn, nhưng bọn họ đều tìm tôi ở khắp nơi, không phải tôi bị ép sao. Yêu Phong nở nụ cười, nói cậu bị ép rất chính xác, quả thực là bị ép, nhưng người bình thường không có loại này bị ép này, cậu đúng là đồ gây tai họa mà, cho dù bây giờ cậu không còn là chỉ huy của Long Môn, nhưng cũng là một mầm gây tai họa đó Diệp vô phong nở nụ cười Vậy nên phong mãn lâu các người sợ phải không dự định rút lui sao Yêu phong chỉ trợn tròn mắt Sợ thì không sợ Dù sao cậu cũng biết Phong man lưu và kiếm lẫm luôn không hòa hợp Bọn họ cứ muốn chống đối với bọn tôi Nếu bọn tôi lùi bước vào lúc này Thì sẽ cổ vũ uy phong của bọn họ thêm Diệp vô phong cười cười Vậy điều này có nghĩa là ông sẽ để cho loại chuyện nan giải này tiếp diễn hả Yêu Phong bất lực nói, cũng không có cách nào, Phong Mãn Lâu không thể tụt lại phía sau, mấy đại lão của Phong Mãn Lâu cũng không nguyện ý rút lui vào lúc này, dù sao cũng không phải là vấn đề tiền nong nữa, mà là về thể diện rồi. Diệp Vô Phong cười tủm tỉm, có nghĩa là các người định giúp tôi miễn phí sao? Yêu Phong chế nhạo, Phong Mãn Lâu chưa bao giờ làm ăn thua lỗ. Lần này tổn thất nhiều người như vậy, cậu cho rằng bồi dưỡng các thành viên dễ lắm sao? Cậu nhất định phải chia sẻ một phần diệp vô phong thấy yêu phong nói rất nghiêm túc anh mỉm cười xem ra lần này công ty hoa cường của chúng tôi được hời rồi yêu phong thờ ơ nói cậu sắp bồi thường tiền mà chiếm hời gì chứ diệp vô phong chỉ mỉm cười đương nhiên anh biết những lời yêu phong nói vừa rồi có ý gì công ty hoa cường chưa từng có đối tượng hợp tác an ninh thật ra công ty vệ sĩ long kiếm cũng không phải lợi hại gì nếu gặp một cao thủ thì những vệ sĩ của long kiếm cũng không có cách nào bảo vệ được người thuê họ vì vậy khi các đại lão của phong mãn lâu nói rằng công ty hoa cường nên bồi thường thiệt hại thực ra chính là đang nói về việc hợp tác lâu dài với công ty hoa cường dù sao thì diệp vô phong cũng rất sẵn lòng trong khoảng thời gian kiếm lẫm chuẩn bị hành động ra tay với công ty hoa cường phong mãn lâu đã đưa ra tất cả những rủi ro tiếp theo điều này chắc chắn là rất tận tâm ít nhất theo quan điểm của diệp vô phong điều này giúp lâm thư âm được bảo vệ tốt hơn diệp vô phong tất nhiên rất hoan nghênh nhưng anh hơi không hiểu tại sao phong mãn lâu lại sẵn sàng bỏ ra nhiều công sức chỉ để được hợp tác với anh tôi vẫn không hiểu rõ ràng tôi đã không còn là chỉ huy của long môn vì sao phong mãn lâu lại làm như vậy diệp vô phong đột nhiên tò mò nhìn yêu phong yêu phong giải thích thực ra tôi cũng không biết tất nhiên những suy nghĩ của các đại lão phía trên chúng tôi không thể hiểu được điều tôi có thể nói với cậu là phong mãn lâu thực sự hy vọng được hợp tác với cậu và chúng tôi cũng hy vọng được hợp tác với công ty Hoa Cường. Tôi nghĩ hiện tại công ty Hoa Cường cũng cần chúng tôi, phải không? Diệp Vô Phong gật đầu, quả thực là rất cần. Dù sao xung quanh tôi tạm thời không có ai có thể bảo vệ vợ tôi. Tôi cần một người mạnh mẽ như các người. Yêu Phong cười nói, được rồi, cậu không cần quan tâm nhiều như vậy, chỉ cần biết Phong Mãn Lâu sẵn sàng giúp đỡ cậu thôi. Diệp Vô Phong nói, được rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận sự chân thành của Phong Mãn Lâu sau khi thăm yêu phong diệp vô phong rời bệnh viện cùng với lâm thư âm ngồi trong xe diệp vô phong vẫn đang suy nghĩ về những điều này lâm thư âm có chút nghi hoặc nhìn anh làm sao vậy chẳng lẽ những lời vừa rồi yêu phong nói có ý tứ gì sao diệp vô phong lắc đầu anh cũng không biết nhưng phong mãn lâu thuộc về một tổ chức sát thủ tương đối bí ẩn có thể tìm được bọn họ là do anh chủ động nên bọn họ mới biết thân phận của anh cũng biết anh đã đến nơi này Tất nhiên Lâm Thư Âm biết cách Diệp Vô Phong tìm thấy Yêu Phong. Chuyện này có gì lạ vậy? Lâm Thư Âm có chút khó hiểu. Cô không hiểu những điều này, mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với những người trong tổ chức này, nhưng thực ra cô không hiểu quy tắc gì cả. Diệp Vô Phong cũng không muốn Lâm Thư Âm biết quy tắc của loại tổ chức này, bên trong nghề nghiệp này thật ra đều có một số chuyện kinh khủng. Bởi vì cảnh đời quá đẫm máu, Diệp Vô Phong không muốn giải thích tình hình cụ thể về mấy loại sát thủ này cho Lâm Thư Âm càng không hy vọng cô tiếp xúc với họ. Diệp Vô Phong vừa nghĩ vừa nói, nhưng Phong Mãn lâu là một tổ chức sát thủ, họ rất bí ẩn, bởi vì họ không bao giờ hợp tác với ai trong thời gian dài, họ chỉ nhận một nhiệm vụ duy nhất, hơn nữa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sẽ không có kẻ nào biết, người đi thuê sẽ chỉ biết khi nhiệm vụ được hoàn thành. Lâm Thư âm nghe thế cũng đã phản ứng lại, nếu là như vậy, tại sao Phong Mãn lâu bây giờ lại sẵn sàng phá bỏ quy tắc đó để hợp tác với công ty Hoa Cường lần nữa? hay là vì Diệp Vô Phong? Diệp Vô Phong nhất thời không thể hiểu ra được, nhưng anh biết chắc chắn là có điều gì đó rất sâu xa. chương 667, ai mới là nỏ mạnh hết đa Yêu Phong biết thân phận trước đây của anh, vậy thì hẳn là những người cấp cao trong phong mãn lâu cũng biết, nhưng vì một người đã từng có thân phận đó, thật ra không có tác dụng gì cả. Diệp Vô Phong thờ ơ nói. Xe khởi động chạy thẳng về nhà, hiện tại Diệp Vô Phong không cần tự mình xử lý bất cứ chuyện gì, cho dù muốn xử lý sự việc thì anh cũng phải đưa lâm thư âm trở về trước đương nhiên anh sẽ không để lâm thư âm mạo hiểm đi theo mình sau khi đưa lâm thư âm về nhà diệp vô phong đến văn phòng của xí nghiệp chu tinh vì anh đã có bằng chứng về những lời đe dọa đó tất nhiên anh sẽ yêu cầu chu tinh giúp anh làm điều gì đó nếu không mọi thứ anh làm đêm qua chẳng phải là lãng phí sao chu tinh lúc này đang nhìn diệp vô phong với vẻ mặt ảm đạm diệp vô phong vẫn đi một đường đến đây vẫn không ai có thể ngăn cản anh chu tinh nhìn diệp vô phong đang ngồi trước mặt lạnh lùng hỏi chủ tịch diệp hiện tại tôi không biết còn có thể nói với cậu cái gì nữa lần trước tôi đã trả lời những gì cậu muốn biết rồi diệp vô phong cười nói đừng gấp tôi cũng không tới đây để muốn ông nhận tội đương nhiên nếu ông muốn nhận tội thì tôi rất vui đấy chu tinh lạnh lùng nói bảo tôi nhận tội ư tại sao tôi lại nhận tội tôi có tội gì tôi chưa từng làm chuyện phạm pháp cho nên cậu đừng suy nghĩ nhiều. Xí nghiệp Chu Tinh của chúng tôi là một công ty rất quy củ. Diệp Vô Phong cười nói, thật sao? Nhưng không thành vấn đề, hiện tại tôi muốn nhờ ông giúp đỡ, cùng nhau giải quyết nhà họ Nguyên. Chu Tinh nhìn Diệp Vô Phong chằm chằm, cậu có nhầm không? Cậu muốn tôi giúp cậu xử lý nhà họ Nguyên ư? Cậu có biết quan hệ đối tác hiện tại giữa Xí nghiệp Chu Tinh và nhà họ Nguyên không? Diệp Vô Phong gật đầu, đương nhiên là tôi biết, nhưng cũng không thành vấn đề dù sao tôi chỉ mong ông có thể cân nhắc đề nghị của tôi dù sao ông cũng đã nhìn ra hiện tại nhà họ nguyên đã là nỏ mạnh hết đà bọn họ không có cách nào tiếp tục huy hoàng được nữa chu tinh lắc đầu diếu cợt nói tôi thật sự không nhìn ra rốt cuộc là nhà họ nguyên nỏ mạnh hết đà ở đâu nhưng tôi thấy công ty hoa cương của cậu sắp không trụ được rồi nếu không cậu cũng sẽ không tới tìm tôi nói như vậy diệp vô phong vừa lấy ra một tấm ảnh vừa cười nói nhìn xem thật ra ông sẽ giúp tôi đúng không sau khi chu tinh nhìn thấy bức ảnh này ông ta vô cùng sửng sốt dù sao ông ta cũng biết những bức ảnh này ở đâu đây không phải là nhược điểm mà nhà họ nguyên vẫn giữ để uy hiếp ông ta sao và ngoài lý sướng còn có những bức ảnh giao dịch với nhiều người khác những nhà họ nguyên vẫn luôn giữ mấy bức ảnh này đó là lý do tại sao xí nghiệp chu tinh mới có thể hợp tác với nhà họ nguyên một cách rất trung thành và tận tâm vì ông ta biết rằng nếu những bức ảnh này bị phát hiện thì xí nghiệp chu tinh sẽ xong đời vì vậy, từ trước đến nay, cho dù các xí nghiệp khác bán đứng phản bội nhà họ Nguyên, nhưng xí nghiệp Chu Tinh vẫn luôn trung thành như thế. Đương nhiên, Chu Tinh cũng biết chính vì vậy mà nhà họ Nguyên mới cho xí nghiệp Chu Tinh nhiều tài nguyên như vậy, nhưng hiện tại ông ta không bao giờ có thể tưởng tượng được những tấm ảnh này lại xuất hiện trên tay Diệp Vô Phong. Chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Chu Tinh chỉ vào Diệp Vô Phong, cậu lấy mấy thứ này ở đâu? Diệp Vô Phong cười nói, ông không cần biết tôi lấy từ đâu. Ông chỉ cần biết tôi có những chứng cứ này, nếu như ông không muốn hợp tác với tôi, tôi sẽ đưa những tấm ảnh này cho A Từ khi vạch trần chuyện của Lý Sướng và Trịnh Phi, đám người A nhất định vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ông đấy. Chu Tinh không còn nhuệ khí như vừa rồi, bởi vì Chu Tinh biết, hiện tại Diệp Vô Phong đã nắm được nhược điểm của ông ta. Nếu những bức ảnh này xuất hiện trong tay A cùng với lời khai của Lý Sướng và Trịnh Phi, ông ta sẽ hoàn toàn không có cách nào trốn thoát và kết quả cuối cùng sẽ là vào tù, hoặc thậm chí bị xử bắn. Ông ta không muốn chết chút nào. Chu Tinh nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Vô Phong, vậy cậu muốn tôi giúp chuyện gì? Diệp Vô Phong nhún vai, thực ra cũng không có gì, chỉ là giả vờ như không nghe thấy khi nhà họ Nguyên muốn ông ra tay thôi. Chu Tinh nghiến răng nhìn Diệp Vô Phong, chỉ có vậy thôi phải không? Diệp Vô Phong gật đầu, hiện tại chỉ có vậy thôi, nhưng tôi nghĩ chắc là ông biết về kế hoạch của nhà họ Nguyên, đúng không? chu tinh lắc đầu tôi không biết tôi cũng không phải người của nhà họ nguyên tôi chỉ là đối tác của họ nguyên trần không có lý do gì để nói cho tôi biết kế hoạch của họ trừ khi đó là kế hoạch cần sự hợp tác của tôi diệp vô phong cất bức ảnh đi cho dù ông không nói thì tôi cũng biết dù sao thì nhà họ nguyên đã bế tắc mọi lợi thế đều nghiêng về phía tôi những gì họ có thể làm là quyết một trận tử chiến với tôi chu tinh lạnh lùng nói nếu cậu đã biết rồi vậy còn muốn tôi nói cái gì diệp vô phong cười nói không phải vừa rồi tôi muốn biết điểm mấu chốt của ông là ở đâu sao chu tinh hít sâu một hơi diệp vô phong lúc này mới nở nụ cười nói nhưng tôi cũng biết điểm mấu chốt của ông hẳn là tương đối cao bằng không vừa rồi ông nên nói hết những gì mình biết có thể ông cho rằng tôi vẫn sẽ thua nhà họ nguyên nhưng tôi muốn cho ông biết những người ủng hộ âu dương lôi năm đó cũng nghĩ như vậy chu tinh nghiến răng nhìn diệp vô phong diệp vô phong nhún vai quên đi Hiện tại tôi đã cho ông biết tôi nắm trong tay chứng cứ của ông, vậy nên tốt nhất là ông nên thành thật một chút." Diệp Vô Phong nói xong liền rời khỏi phòng làm việc, lúc này Chu Tinh chỉ biết nắm chặt hai tay, lấy điện thoại di động ra, định gọi cho nhà họ Nguyên. Nhưng ông ta nhanh chóng cất điện thoại đi, ông ta biết nếu bây giờ gọi điện thoại cho nhà họ Nguyên thì thật sự rất ngu ngốc, nhà họ Nguyên sẽ biết Diệp Vô Phong đã gặp mình, còn cầm những bằng chứng kia để áp chế mình. Trong hoàn cảnh như vậy, ông ta cũng không thể đảm bảo rằng nhà họ nguyên sẽ thực sự tin tưởng ông ta vô điều kiện đến lúc đó xí nghiệp chu tinh sẽ phải đối đầu với hai bên giỏi lắm diệp vô phong tới đây chơi trò chiến tranh tâm lý với tao à chu tinh biết diệp vô phong đang nghĩ gì nhưng ông ta không có cách nào giải quyết chuyện này ông ta biết mình chỉ có thể làm theo lời diệp vô phong hiện tại chỉ có thể làm như vậy diệp vô phong quay trở lại văn phòng lúc này du kinh hồng đi đến trước mặt diệp vô phong Lãnh Đạm nói, trận chiến tiếp theo sẽ rất bi thảm, chúng ta đã nhận được tin tức nhà họ Nguyên đã tập hợp nhân thủ rồi. Xem ra là định quyết một trận tử chiến với công ty Hoa Cường. Chương 668, quyết chiến bắt đầu. Diệp Vô Phong gật đầu, tôi đã sớm đoán được bọn họ sẽ làm chuyện này, không ngờ cuối cùng tốc độ của bọn họ lại nhanh như vậy, xem ra Nguyên Trần thật sự rất hận tôi, nhất là khi biết tôi đã giết chết Nguyên Húc. Kinh Hồng hít sâu một hơi, vậy bây giờ có nói gì cũng vô dụng chúng ta vẫn nên tìm cách chặn công kích của nhà họ Nguyên. Diệp vô phong cười nói, đừng lo lắng, chuyện này tôi đã sớm biết hết rồi, tôi biết bọn họ muốn làm gì, đến lúc đó chúng ta cứ che giấu hành động, làm đối phương bối rối thôi. Du Kinh Hồng nhìn Diệp vô phong với vẻ tò mò, lại muốn chơi cái gì đây? Hiện tại nhà họ Nguyên đã tập trung toàn bộ thực lực, đây là muốn thực sự liều mạng với công ty Hoa Cường, loại chuyện này trước đây chưa từng có, từ khi nhà họ Nguyên trở nên nổi tiếng ở Liêu Tây, đã núp ở phía sau tất cả xí nghiệp ở Liêu Tây để kiểm soát mọi thứ. Bây giờ đứng lên chống lại công ty Hoa Cường, nhất định là vì nhà họ Nguyên đã không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới lựa chọn dùng cách này để đối chiến với công ty Hoa Cường. Du Kinh Hồng không thể không bội phục Diệp Vô Phong, nếu Diệp Vô Phong không phá bỏ mọi mối quan hệ của nhà họ Nguyên trước, thì nhà họ Nguyên đã không có thái độ liều mạng như vậy. Diệp Vô Phong nghĩ nghĩ rồi nói, nếu bọn họ tấn công chúng ta, thì sẽ có hai nơi chính để tấn công, một là nhà của tôi, hai là nơi này. Trên công trường có trụ sở của công ty Hoa Cường, vậy Lâm Thư Âm và tất cả những người đứng đầu công ty Hoa Cường sẽ ở nơi này. Du Kinh Hồng nhìn Diệp vô phong, nếu như anh thực sự lo lắng, hiện tại tôi có thể cho người đưa Lâm Thư Âm đi. Diệp vô phong cười nói, chuyện này không cần lo lắng. Tôi đã tìm được người bảo vệ vợ mình rồi, cho dù cô có bảo cô ấy đi, cô ấy cũng tuyệt đối không chịu đi, Tính cách của cô ấy trước nay là vậy." Du Kinh Hồng im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, "Tôi hiểu rồi, xem ra tình cảm của hai người rất thắm thiết, đây là định một tấc không rời phải không?" Trong những lời này dường như có mùi gì đó, nhưng Diệp Vô Phong nhất thời không để ý, anh chỉ nghĩ Du Kinh Hồng đang nói đùa, không nhìn ra chút phức tạp trong mắt Du Kinh Hồng. Du Kinh Hồng gọi đội của mình đến, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, tất cả đều nghe theo những gì mà Diệp Vô Phong đã nói. Lúc này Diệp Vô Phong thật sự đang thu xếp mọi việc bên mình, anh biết mình cũng cần phải thu xếp thật tốt, nhân viên và công nhân trên công trường không được để bị thương quá nhiều. Sau khi Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong thảo luận mọi chuyện, lúc này họ mới rời đi cùng đội của mình. Công trường này quá dễ thấy, nếu nhà họ Nguyên tấn công, mọi thứ trên công trường sẽ rõ ràng trong nháy mắt, hơn nữa Du Kinh Hồng cũng biết rằng nhà họ Nguyên còn có máy bay trực thăng. Mặc dù những chiếc trực thăng này không phải là trực thăng vũ trang, nhưng giả vờ thành vũ trang cũng không có gì rắc rối bởi vì trực thăng của nhà họ nguyên tương thích trực tiếp với những vũ khí hạng nặng đó du kinh hồng nói với diệp vô phong điều này diệp vô phong cau mày nếu bên kia có vũ khí hạng nặng vậy thì sẽ hơi khó khăn suy cho cùng sức công phá của trực thăng rất mạnh huống chi là vệ sĩ sát thủ dù với thực lực của mình anh cũng phải hết sức thận trọng khi đối đầu với trực thăng chiến đấu nếu không cẩn thận sẽ thực sự bị trúng tên lửa đạn đạo của trực thăng ngay cả khi không phải tên lửa đạn đạo, những khẩu súng máy gắn trên trực thăng đó là đạn xuyên giáp, uy lực hết sức mạnh mẽ. Diệp vô phong không ngờ rằng nhà họ Nguyên lại có máy bay trực thăng, nhưng khi vào nhà họ Nguyên mấy lần đều cũng không thấy, chẳng lẽ sân đậu trực thăng còn ở phía sau xa hơn. Nhưng dù ở phía sau cùng thì cũng có thể bị phát hiện, dù sao thì bọn họ cũng đã nhìn toàn cảnh của nhà họ Nguyên từ trên cao, không hề có dấu hiệu của một chiếc trực thăng nào cả nhưng chiếc trực thăng bất ngờ lộ diện lúc này đã được giấu ở đâu diệp vô phong nhất thời không nghĩ ra nhưng anh cũng biết hiện tại nên bắt đầu kế hoạch của chính mình anh lấy điện thoại di động ra sau đó mỉm cười gọi cho đường chảm diệp vô phong lái xe về nhà sau khi làm xong những việc này mặc dù biết hầu hết các thành viên của phong mãn lâu đều đã ở bên cạnh lâm thư âm nhưng anh vẫn rất lo lắng trời đã về đêm đèn đóm vừa sáng lâm thư âm lúc này đang ở nhà Diệp Vô Phong vừa gọi điện thoại xác nhận. Yêu Phong không còn bảo vệ Lâm Thư Âm ở nơi này, và Liệu Phong Mãn Lâu có phái một sát thủ tương tự như Yêu Phong hay không, anh không biết. Vì vậy, anh phải quay lại và xác định một chút, nếu có thì mọi chuyện có thể dễ bàn bạc, nhưng nếu không có, anh nhất định phải dẫn theo Lâm Thư Âm bên cạnh, cho dù biết ở bên cạnh mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng với sự bảo vệ của anh, ít nhất về tính an toàn cũng được đảm bảo. Vì vậy, cho dù có làm gì đi chăng nữa, Diệp Vô Phong cũng phải quay về xem xét. Khi đến khu chung cư, anh tò mò nhìn tình hình xung quanh, nhanh chóng phát hiện những sát thủ của Phong Mãn Lâu. Những sát thủ này thực sự rất chuyên nghiệp, nếu không phải bản thân anh cũng là sát thủ, thì tuyệt đối không thể thấy có rất nhiều người đang ẩn nấp ở đây. Sau khi lên lầu, Diệp Vô Phong liền nghe thấy tiếng đánh nhau ở công viên phía dưới, hơn nữa còn có tiếng súng. Trong lúc nhất thời, Bên trong chung cư có rất nhiều ánh đèn sáng lên, có người đang đi trên ban công của mình, tò mò nhìn về phía công viên. Ai không biết còn tưởng người nào đang đốt pháo. Diệp Vô Phong mở cửa, sau đó nhìn thấy Lâm Thư Âm, lúc này Lâm Thư Âm đang nấu cơm, nhìn thấy Diệp Vô Phong trở về, cô đột nhiên nở nụ cười. Anh về rồi, vừa khéo em cũng đã nấu đồ ăn rồi, em còn tưởng tối nay phải để đồ ăn nguội nữa chứ." Lâm Thư Âm cười nói. Diệp Vô Phong hết sức cảm động ôm lấy cô hôn lên chán cô vợ à em thật sự không cần vất vả như vậy anh nói để anh nấu cho em ăn sẽ tốt hơn mà lâm thư âm lắc đầu nhìn diệp vô phong em biết trong khoảng thời gian này anh rất vất vả còn vất vả hơn em nhưng anh vẫn nấu cơm cho em ăn hiện tại em mới biết anh đã vất vả như vậy diệp vô phong ôm lâm thư âm anh không vất vả gì cả anh rất hạnh phúc thực sự hạnh phúc khi có được một người vợ hoàn hảo như em lâm thư âm chỉ nở nụ cười vui vẻ nhưng khi nghe thấy tiếng súng trong công viên, cô tỏ mò nhìn ra ngoài. Diệp vô phong lúc này mới nói, ăn cơm trước đi. Ăn xong anh dẫn em đến một nơi, bây giờ ở đây không an toàn. Lâm Thư Âm gật đầu đồng ý, chương 669, không dễ tin tưởng. Cả hai thu dọn đồ đạc và ăn tối, nhưng cuộc chiến bên ngoài vẫn diễn ra đến mức khí thế ngất trời, phong mãn lâu và kiếm lẫm đã liều mạng với nhau. Điều quan trọng nhất là trong số những sát thủ này, có cả những sát thủ quốc tế, tuy nhiên cũng không có chút danh tiếng gì. Nhưng điều này cũng đủ cho thấy tình hình hỗn loạn ở Liêu Tây đã đến giai đoạn gay cấn hiện tại tất cả mọi người đều đang chờ đợi nhà họ Nguyên và công ty Hoa Cường phân định thắng bại. Mọi người tròn xoe mắt nhìn, tuy là quần chúng ăn dưa, nhưng đều là những doanh nhân muốn kiếm lời sau thời loạn lạc. Trong công viên, lúc này vẻ mặt của Lục Bách rất bình tĩnh, hắn là cường giả phong mãn lâu, sát thủ hạng nhất, còn là nhân vật cấp trưởng lão như yêu phong, vì vậy sức mạnh của hắn có thể được xếp vào loại sát thủ hàng đầu đặc biệt là bản lĩnh của hắn là giết trong một phát nếu hắn không thể giết chỉ với một chiêu thì hắn là người không thể xuất chiêu thứ hai mỗi kẻ thù đều chỉ dùng một chiêu để giải quyết đây là thế mạnh của lục bách nếu không có những kẻ địch cường đại thì tốc độ giết người của hắn là nhanh nhất nhưng dù vậy trên người hắn vẫn còn nhiều vết thương đặc biệt có vài chỗ trên người hắn còn bị vết thương do đạn bắn Mặc dù hiện tại những vết thương này không gây tử vong, nhưng hắn cũng rất căm tức, không chỉ những tên sát thủ cận chiến của kiếm lẫm tấn công công viên này, mà còn có một số sát thủ quốc tế quen sử dụng vũ khí nóng hơn. Nếu chỉ là những tên sử dụng vũ khí nóng, đám người lục bách không cần sợ hãi, chỉ cần tiếp tục ẩn thân tiến về phía trước tìm người sử dụng vũ khí nóng là được. Nhưng có kiếm lẫm thì khác, những kẻ có vũ khí nóng có thể phát huy hết tác dụng của mình. Trong trường hợp này, Họ không có cách nào để giết mấy tên sát thủ có vũ khí nóng ngay từ đầu, cuối cùng điều chúng mang lại sẽ là cục diện vô cùng phiền phức. Lúc này, Lục Bách nhìn đồng bọn liên tục ngã xuống, cả công viên bê bết máu, hắn có chút tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn căn phòng nơi Diệp Vô Phong đang ở trên lầu, hắn biết chủ nhân của mình chính là người bên trên. Họ cần bảo vệ những người bên trên, nhưng bọn họ thật sự không còn nhân lực nữa, hiện tại Phong Mãn Lâu đã phái hết những người có thể cử đi, nhưng vẫn không đủ. Kiếm Lẫm và họ thực sự lên kế hoạch chiến đấu đến cùng, đương nhiên, bên Phong Mãn Lâu cũng đã quyết định rằng Kiếm Lẫm muốn làm thế nào thì bọn họ sẽ tiếp cái đó. Nhưng bây giờ sát thủ bên Phong Mãn Lâu đã càng ngày càng ít, những người muốn lên lầu giết người thì ngày càng nhiều, giống như luôn có những sát thủ từ bên ngoài tràn vào. Bọn họ hơi chống đỡ không nổi nữa. Và một khi không thể chịu đựng nổi, tất cả các thành viên Phong Mãn Lâu sẽ bị kẻ thù giết chết, những người mà họ bảo vệ cũng sẽ bị tổn thương. Tất nhiên Lục Bách không định để mọi chuyện thành ra thế này, hắn nghiến răng sông lên, giết chết kẻ địch hết lần này đến lần khác. Tiếc là viên đạn cuối cùng xuyên qua vai, hắn bị kẻ địch đá vào ngực, bay ngược ra ngoài, một hồi lâu cũng không gượng dậy nổi. Kẻ thù lại lao tới và chĩa súng vào hắn. Lục Bách trợn mắt nhìn kẻ địch muốn giết mình, không còn cách nào khác, hắn đã bị thương không còn sức chiến đấu. Nhưng đúng lúc này, một viên đạn trực tiếp xuyên qua đầu kẻ địch hắn sừng sốt một chút liền thấy trước mặt giường như có một người người này rất là cường hãn một người xông vào trong đống sát thủ kiếm lẫm như bước vào cõi không người một quyền một trường chỉ cần rơi xuống người của kẻ địch người đó nhất định sẽ hộc máu ngã xuống đất tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn người đó hoàn toàn không biết người này là ai nhưng đối với phong mãn lâu tình hình này tất nhiên là rất tốt cho họ mặc dù không biết người đã tấn công các thành viên của kiếm lẫm là ai nhưng nhất định là đồng minh của họ tất cả các thành viên của phong mãn lâu đã bắt đầu phản công, hơn nữa mọi người trong phong mãn lâu đã phát hiện ra rằng ngoài đường trảm, dường như có một số người xung quanh cầm vũ khí nóng đang liên tục giết các thành viên của kiếm lẫm. Điều khiến Lục Bách rất khó hiểu là cách bên kia phân biệt bạn và thù như thế nào chứ, phải biết rằng quần áo của kiếm lẫm và phong mãn lâu không khác nhau là mấy, nếu không phải là bởi vì các thành viên phong mãn lâu rất quen thuộc với nhau, tất nhiên cũng sẽ không chắc chắn khi ra tay với những kẻ thù khác trong công viên này nhưng đám người lục bách biết rằng đường chảm và họ hoàn toàn không biết nhau nếu đã như vậy thì làm sao đối phương biết được mình là ai đường chảm đi một đường giết hết kẻ địch trước mặt lục bách cười nói thật vất vả cho mọi người rồi tiếp theo mọi người sẽ không còn một mình chiến đấu nữa chúng tôi cũng sẽ tới trợ giúp khi đường chảm nói lục bách chỉ trợn mắt nhìn những xác chết trên mặt đất đó đều là do đường chảm một mình giết chết Đường Trảm đã giết hơn chục tên sát thủ trong khoảng thời gian ngắn, còn dễ dàng như vậy, trong lúc nhất thời, anh ta cho Lục Bách cảm giác là người trước mắt tuyệt đối sâu không lường được. Hắn nghĩ nếu người này là kẻ thù của họ, thì Phong Mãn Lâu thực sự sẽ chết ở đây ngay bây giờ. Lục Bách ngạc nhiên hỏi, anh là ai? Đường Trảm cười nói, lão đại của tôi ở phía trên, anh cho rằng tôi là ai? Lục Bách chợt bừng tỉnh, hắn vẫn luôn nghe nói người mà họ bảo vệ là vợ của một cao thủ rất mạnh nhưng lúc đầu họ vẫn không tin. Dù sao bọn họ đều biết, nếu như cường đại như vậy, cần gì phải tìm bọn họ. Không thể tự bảo vệ được sao. Nhưng bây giờ nhìn thấy đường chảm, lại nhìn thấy thực lực của đường chảm, bọn họ biết tin đồn không sai, chồng của người mà họ đang bảo vệ quả thực là một cao thủ vô cùng lợi hại. Bằng không, tại sao tên đàn em này lại có thể có thực lực cường đại như vậy? Đam mỹ sắc, nếu không phải là mạnh hơn đường chảm, thì làm sao Đường Chạm có thể tin phục mà đi theo anh chứ? Phải biết rằng các cao thủ bây giờ rất kiêu ngạo, nếu không phải đối phương có thực lực cường đại thì làm sao có thể hết lòng đi theo? Đường Chạm nhìn về phía phòng của Diệp Vô Phong cười cười sau khi thấy những sát thủ xung quanh đã bị xử lý xong, sau đó suy nghĩ một chút, nói với Lục Bách: Được rồi, ở đây không cần các người bảo vệ nữa đâu, tôi sẽ cho các người một địa chỉ, các người cứ trực tiếp đến đó đợi là được. Lục Bách ngạc nhiên nhìn Đường Chạm. Mặc dù những gì đường chảm nói không phải là giả, nhưng bọn họ không có cách nào xác minh được thân phận của đường chảm. Dưới tình huống như vậy, bọn họ sẽ không đồng ý với đường chảm, về phần đường chảm nói bọn họ đợi ở nơi khác, bọn họ lại càng không đi được. chương 670, tụ tập ở nhà họ Nguyên. Lục Bách biết nhiệm vụ của họ là bảo vệ lâm thư âm, những người duy nhất có thể ra lệnh cho họ trong lục thực hiện nhiệm vụ là các cao tầng của phong mãn lâu. Đường chảm cao mày, làm sao vậy? vẫn không tin tôi sao? Tôi nói cho các người biết, nếu tôi muốn giết các người, hiện tại các người đã chết rồi, tôi thật sự không cần nói dối các người, lát nữa lão đại sẽ đưa chị dâu đến nơi đó, nếu các người đợi lão đại qua đó rồi mới đi thì nhất định sẽ không kịp đâu. Lục Bách nhìn đường chảm, nhanh chóng nói, chúng tôi sẽ không tin những gì anh nói, mặc dù chúng tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng chúng tôi sẽ không nghe lời anh cho đến khi điều tra được thân phận của anh. Đường Trạm lộ ra nụ cười, "Tôi biết anh sẽ nói lời này, tôi không có cách nào chứng minh tôi có quan hệ với lão đại, nhưng không còn quan trọng nữa, tôi chỉ nói trước với anh, nếu như bây giờ các người đi thì ít nhất có thể sắp xếp hiện trường để bảo vệ chị dâu." Lục Bách vẫn không có ý định nghe theo lời của Đường Trạm, tuy rằng Đường Trạm đã cứu bọn họ, nhưng ai biết được ở đây có âm mưu gì. Và bản thân Lục Bách cũng là một thành viên của Phong Mãn lâu, suy nghĩ mọi thứ luôn đen tối hơn những gì người khác nghĩ. Đường Trạm thấy Lục Bách vẫn cố chấp, chỉ nhún vai nói, "Quên đi, dù sao lát nữa các người cũng sẽ tụ họp với tôi, đến lúc đó không cần tự giới thiệu nữa." Lục Bách hơi khó hiểu nhìn Đường Trạm, Đường Trạm lại giải thích, "Thực ra là như vậy, nếu Phong Mãn lâu đã hợp tác với lão đại của tôi một cách lâu dài, vậy thì tôi nghĩ sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội cùng nhau xuất hiện." Lục Bách càng kinh ngạc khi nhìn thấy Đường Trạm nói chuyện thành thật như vậy, dù sao hắn cũng biết bây giờ đường trảm vừa bảo bọn họ mau đến gần nhà họ nguyên nhưng lại vừa cứ lầm bầm ở đây như muốn nói chuyện phiếm với hắn có một tên nào thiếu chuyên nghiệp như vậy không điều khó chịu nhất là anh chàng này còn là một người rất mạnh mẽ sức mạnh của đường trảm là niềm mơ ước của hắn nhưng hắn cũng biết rằng trong những thứ như võ thuật chăm chỉ cũng không nhất định khiến hắn mạnh mẽ hơn nói cho cùng thiên phú cũng là điều cần thiết đôi khi thiên phú còn quan trọng hơn lục bách luôn ý thức được điều này dù sao hắn cũng thấy những người luyện công ít hơn mình, nhưng kết quả lại mạnh hơn mình rất nhiều, những người đó có thiên phú tốt hơn hắn. Hơn nữa tài nguyên đương nhiên cũng tốt hơn của hắn, nên mới có thực lực mạnh hơn hắn. Đường chảm nhìn lục bách, cười nói, quên đi, xem ra anh vẫn không tin tôi, vậy tôi đi trước, tôi nghĩ đến lúc đó anh sẽ biết thôi. Lúc này tiểu yêu đã xuất hiện trước mặt anh ta, lão đại, nếu không rời đi thì sẽ không đuổi kịp. Diệp Lão Đại lúc này đã bắt đầu đến nhà họ Nguyên rồi. Đường chảm lúc này mới nhanh chóng kéo tiểu yêu chạy nhanh ra ngoài. Lục Bách nhìn dáng vẻ hùng hổ của đường chảm, càng thêm nghi hoặc khó hiểu, nhưng tiểu yêu xuất hiện vừa rồi vẫn khiến hắn kinh ngạc, bởi vì ngay cả một người trẻ tuổi như tiểu yêu cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư rồi, loại thiên phú này quả thật là hết sức cường đại. Hắn hít sâu một hơi, quên đi, tôi cũng biết không có cách nào so sánh chuyện này, vẫn nên làm tốt chuyện của mình thôi hắn nhìn đồng bọn của mình và nói các người tiếp tục canh giữ nơi này chỉ cần chủ nhân vẫn còn ở đó vậy chúng ta chỉ cần canh giữ chủ nhân là được rồi các thành viên khác của phong mãn lâu đều gật đầu sau đó lại lẻn vào công viên về phần xác chết trong công viên và máu tươi tứ tung sẽ có người chuyên xử lý bọn họ không cần lo lắng chuyện này nhưng đúng lúc này điện thoại của lục bách vang lên hắn cầm lên thì sửng sốt một chút vẻ mặt trở nên kỳ quái nhanh chóng ra lệnh cho đồng bọn đi tới nhà họ Nguyên, bây giờ chủ nhân đã rồi đến nhà họ Nguyên. Có vẻ như những gì đường chảm nói vừa rồi là đúng, nhưng hắn vẫn không hiểu Diệp Vô Phong rời đi từ đâu và từ lúc nào, bọn họ vẫn đang canh giữ cửa tòa nhà này mà. Một nhóm người ào ào chạy tới nhà họ Nguyên. Lúc này Diệp Vô Phong đã đến gần nhà họ Nguyên, đưa Lâm Thư Âm đến một công viên, công viên chỉ cách nhà họ Nguyên 500 mét. Các tiện ích phủ xanh ở đây tất nhiên là rất hoàn hảo, vì vậy công viên này đương nhiên được xây dựng cho nhà họ nguyên diệp vô phong nhìn lâm thư âm cười nói vợ à em đợi anh ở đây một lát được không anh sẽ trở lại ngay sau khi hoàn thành công việc của mình lâm thư âm gật đầu đương nhiên cô bằng lòng anh phải cẩn thận một chút nhà họ nguyên không dễ đối phó đâu hơn nữa bên cạnh anh cũng không có nhiều người diệp vô phong cười nói đương nhiên anh biết nhưng em phải tin tưởng thực lực của anh chứ em cũng biết thực lực của anh nhất định không phải khoe khoang mà." Lâm Thư Âm mỉm cười, tất nhiên cô biết thực lực của Diệp Vô Phong, khi Diệp Vô Phong giết Âu Dương Lôi, cô biết thực lực của Diệp Vô Phong rất mạnh. Nhưng cho dù vậy, Lâm Thư Âm vẫn sẽ rất lo lắng, cô không muốn Diệp Vô Phong làm loại chuyện nguy hiểm này. Lâm Thư Âm thở dài, tại sao nhà họ Nguyên lại muốn làm chuyện như vậy chứ? Rõ ràng là mọi người có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau mà. Diệp Vô Phong cười nói, sau khi anh giết Nguyên Húc thì không có cách nào nói chuyện được nữa. Không, phải nói sau khi Nguyên Húc nhảy khỏi tòa nhà trụ sở của chúng ta, chuyện này không còn đường lui nữa. Lâm Thư Âm cũng rất bất lực, Nguyên Húc tự mình nhảy từ tầng 3 xuống, cũng không liên quan gì đến bọn họ, đương nhiên nếu Nguyên Húc không nhảy từ tầng 3 xuống thì kết quả cuối cùng sẽ trở thành một con tin dùng để trao đổi tài nguyên với nhà họ Nguyên. Nguyên Húc biết chuyện này, cho nên không muốn bị Diệp Vô Phong bắt làm con tin. Quan trọng nhất là Nguyên Húc đã sớm muốn làm chuyện này rồi. Rõ ràng là Nguyên Húc muốn cả nhà họ Nguyên dùng hết sức lực để đối phó với công ty Hoa Cường, bằng không, một người lý trí như Nguyên Húc sao có thể chọn phương pháp đồng quy vô tận được chứ? Du Kinh Hồng là nhóm người thứ hai xuất hiện trong công viên, bên cạnh cô ta là người mà Diệp Vô Phong chưa từng thấy bao giờ. Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong một cái, sau đó nói, cuối cùng nhà họ Nguyên không thể kìm chế được nữa, nhưng anh cũng biết mục đích của chúng ta không phải là tiêu diệt nhà họ Nguyên, mà là muốn thay đổi mô hình kinh doanh của Liêu Tây, khiến tình hình nhà họ Nguyên một tay che trời thay đổi. Diệp vô phong gật đầu, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Du Kinh Hồng, mới chợt hiểu ra, tôi biết rồi, dù sao chúng ta cũng không phải quỷ, nếu có cách giải quyết trong hòa bình, đương nhiên chúng ta sẽ dùng tới. Nhưng đáng tiếc lần này là nhà họ Nguyên đã ra tay trước, động thủ với khu chung cư mà tôi đang sống, lại hợp tác với một tổ chức sát thủ như kiếm lẫm, thật là đáng ghê tởm. Audio điện tử võ tấn bền Audio điện tử võ tấn bền chương 671, Người tới giám sát Du Kinh Hồng không ngờ Diệp Vô Phong cũng biết nói ra mấy lời như vậy, cô ta rất hài lòng, dù sao hành động lần này của cô ta đều bị người của các phòng ban khác theo dõi. Nói rằng hỗ trợ hợp tác, nhưng thực ra là để đánh giá cách thức xử lý của Cục Hồng Thuẫn, Hiện tại có người bên trên có ý kiến với Cục Hồng Thuẫn, nói là phương thức làm việc của Cục Hồng Thuẫn đã vượt qua điểm mấu chốt. Vì vậy, để dập tắt loại dư luận này, bên trên đã cử người xuống theo dõi Cục Hồng Thuẫn và muốn biết Cục Hồng Thuẫn hoạt động như thế nào. Để tôi giới thiệu cho anh một chút, đây là Lộc Thâm Lâm, người của Cục Thanh tra Quốc gia. Du Kinh Hồng giới thiệu người bên cạnh cho Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong rỗi tay ra, xin chào, Diệp Vô Phong. Lộc Thâm Lâm gật đầu, nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp vô phong rất hờ hững. Diệp vô phong thu tay về, cười cười, tên rất hay, Lâm Thâm Kiến Lộc, Lộc Thâm Lâm lãnh đạm nói, đừng nói nhiều lời khách sáo như vậy. Tôi tin rằng các người đều biết mục đích tôi đến đây lần này. Tôi đã nghe nói lần này cách mà Hồng Khiên của cô tiếp cận đối phó nhà họ Nguyên có chút không thích hợp, nhưng đó chỉ là những gì tôi nghe nói thôi. Rốt cuộc là như thế nào thì tôi sẽ tận mắt chứng kiến trước khi báo cáo cho cục thanh tra quốc gia. Diệp vô phong không ngờ sẽ có thằng cha như vậy tới vẻ kiêu ngạo trên mặt lộ ra rất rõ ràng, biểu tình giống như bản thân tài trí hơn người. Anh biết những người có biểu hiện như vậy rất khó kết thân, ít nhất không phải là người mà anh thích kết thân. Du Kinh Hồng đương nhiên cũng cau mày nhìn Lộc Thâm Lâm. Lộc Thâm Lâm nói thêm, bây giờ các người có thể hành động rồi, để tôi xem các người làm thế nào để đánh bại nhà họ Nguyên. Nhà họ Nguyên tuy chỉ ở Liêu Tây, nhưng thật ra cũng quen biết rất nhiều người cấp cao, cho nên tự các người hiểu rõ đi. Tô Kinh Hồng gật đầu, nhìn Diệp Vô Phong, nói tốt hơn hết chúng ta nên cố gắng hết sức để giải quyết một cách hòa bình. Diệp Vô Phong có chút khó hiểu, đã nói là trực tiếp tấn công nhà họ Nguyên, sao bây giờ lại cố hết sức để giải quyết một cách hòa bình. Diệp Vô Phong biết rõ năng lực của cục thanh tra quốc gia, đương nhiên không có ích lợi gì với đối ngoại, nhưng đối với đối nội thì đây là kiểu người rất lợi hại, các thành viên bên trong đối nội đều có rất nhiều quyền lực, thậm chí còn có quyền điều tra bí mật về các nhân vật quan trọng. Những người không có cấp cao nhất tuyệt đối không thể ra lệnh cho cục thanh tra quốc gia. Nhưng điều mà anh không hiểu là chuyện gì đang xảy ra khi thành viên của cục thanh tra quốc gia xuất hiện vào lúc này, anh không nghĩ rằng nhà họ Nguyên có khả năng xâm nhập vào nội bộ của Hoa Hạ, nhưng nếu không phải như vậy, thế thì tại sao chứ? Đây rõ ràng là đang cứu nhà họ Nguyên đúng không? Đường chảm xuất hiện ngay phía sau, nhưng khi nhìn thấy Du Kinh Hồng, sắc mặt anh ta sững lại, bước chân dừng lại, nhanh chóng xoay người. Tuy nhiên, dù kinh hồng nhìn thoáng qua đã thấy đường chảm rồi, đương nhiên, cô ta giả bộ như không nhìn thấy, bởi vì người của Cục Thanh tra Quốc gia hiện đang ở nơi này, nếu Lộc Thâm Lâm nhìn thấy đường chảm, nhất định mọi chuyện sẽ phiền phức thêm. Đáng tiếc, Lộc Thâm Lâm vừa quay đầu lại, thoáng thấy đường chảm, nghi ngờ nhìn đường chảm, đường chảm lúng túng cười cười rồi đi lên. Anh ta đến trước mặt Diệp vô phong và bất lực nói, lão đại, hình như tôi đến không đúng lúc hả? Diệp vô phong lắc đầu, không sao, dù sao cậu cũng đã xuất hiện ở nơi này rồi, chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, trước tiên hãy bản cách đối phó với nhà họ Nguyên đi. Đường chảm xua tay, còn có thể làm gì nữa, nếu bọn họ đã động đến công ty Hoa Cường như vậy rồi, em chịu không nổi nữa, nhất định sẽ giết chết bọn họ. Diệp vô phong ho khan một tiếng, Du Kinh Hồng thì im lặng không lên tiếng. Lộc thâm lâm cao mày nhìn đường chảm, nếu tôi nhớ không lầm, thân phận của cậu hẳn là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn nhỉ, Đường chảm có chút nghi hoặc nhìn lộc thâm lâm, anh ta không biết thân phận của lộc thâm lâm này, nhưng nhìn thấy Du Kinh Hồng và Diệp Vô Phong có chút sợ kiêng rẻ lộc thâm lâm, trong lòng anh ta nghĩ đến một điều, nhanh chóng nói, thiên vương cái gì chứ? Tôi chỉ đến hoa hạ chỉ để Du Ngoạn thôi, nhân tiện gặp lại bạn cũ. Lộc thâm lâm mỉm cười, thật sao? Tại sao tôi không biết cậu đi du lịch vẫn có thể tham gia vào chuyện của nhà họ nguyên thế? Đường chảm nghiêm túc nhìn anh ta, anh hiểu lầm rồi, đây hoàn toàn là bất ngờ thôi, có nhiều chuyện phiền phức, nhất thời tôi không giải thích được, cho nên tôi sẽ không nói, nếu không sẽ làm trì hoãn kế hoạch của mọi người. Lộc thâm lâm cười ha hả, nhưng cũng không hỏi thêm câu nào mà nhìn Du Kinh Hồng, Du Kinh Hồng, không ngờ trong kế hoạch của các cô còn mời cả chỉ huy và một trong tứ đại thiên vương của Long Môn, sao thế? Cô tính giết hết cả gia tộc nhà họ Nguyên à? Khi Du Kinh Hồng quay lại nhìn Lộc Thâm Lâm, cô ta đang tự mắng bản thân mình, cô ta chưa thể đáp lại, nhưng cô ta biết cục thanh tra quốc gia không phải là thứ mà cô ta có thể khiêu khích, vì vậy cô ta chỉ có thể bất lực nói, đây thực sự chỉ là một sự trùng hợp, và lại, không phải đường chảm đã nói rồi sao, anh ta đến đây để đi du lịch thôi. Lộc thâm lâm chế nhạo, cô cho rằng tôi sẽ tin sao. Du Kinh Hồng im lặng, đường chảm xua tay, tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng tới đây để đi du lịch sở dĩ tôi tham gia là vì tôi và nhà họ nguyên có thủ thôi lộc thâm lâm khinh thường nhìn đường trảm đường trảm nhìn vẻ mặt của lộc thâm lâm trong lòng cảm thấy rất khó chịu một bụng lửa giận bị anh ta đè nén anh ta thật sự không ngờ có người dùng ánh mắt và biểu cảm như vậy để nhìn mình giống như anh ta chẳng là cái thá gì cả nhưng vì thể diện của diệp vô phong anh ta cũng không phát cáu bằng không khi gặp chuyện như vậy ở nước ngoài anh ta nhất định sẽ trực tiếp ra tay không nói thêm lời nào Diệp vô phong cũng biết tính tình của đường chảm, thấy lộc thâm lâm gây khó dễ, anh lập tức nói, nói nhiều cũng vô ích, chúng ta hãy bàn cách vào nhà họ nguyên trước đã, nhà họ nguyên lúc này nhất định là phòng thủ ở mọi nơi, lực phòng ngự chắc chắn sẽ rất mạnh. Du Kinh Hồng lắc đầu nói, tôi nghĩ những người hiện tại của chúng ta không thể trực tiếp đột phá phòng ngự của họ. Điều quan trọng nhất trong nhà họ nguyên có thành viên của kiếm lẫm, lại còn có vài trưởng lão chân thủ. Diệp vô phong có chút kinh ngạc nói, kiếm lẫm này đúng là ngang tàn, đây chẳng phải là muốn bảo vệ nhà họ nguyên đến chết sao du kinh hồng nói đúng vậy tư thế của bọn họ rõ ràng là muốn bảo vệ nhà họ nguyên đến chết chắc là bọn họ muốn kiếm lẫm hoàn toàn xâm nhập vào liêu tây nên mới chọn giúp nhà họ nguyên diệp vô phong lạnh lùng nói họ cho rằng kiếm lẫm có thể đối kháng với chúng ta sao họ quá ngây thơ rồi đường chảm làm động tác tay ra hiệu cho tiểu quỷ đang ẩn nấp trong bóng tối lúc này trong công viên xuất hiện một nhóm người Lục Bách đi tới trước mặt Diệp Vô Phong, chắp tay nói, thật ngại quá, đúng là chúng tôi đã thất trách, không biết anh đã rời khỏi nơi đó, chúng tôi cũng không ngờ anh Diệp lại từ cửa sổ rời đi. chương 672 Lộc Thâm Lâm hít một hơi thật sâu, không chỉ tứ đại thiên vương, mà ngay cả người của Phong mãn lâu cũng đến, Du Kinh Hồng, bây giờ cô nói sẽ giải quyết chuyện của nhà họ Nguyên một cách hòa bình, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Du Kinh Hồng không ngờ Diệp Vô Phong còn gọi cho Phong mãn lâu đến đây, cô ta chỉ biết rằng Phong Mãn Lâu ở đó để bảo vệ Lâm Thư Âm, nhưng lại không biết Phong Mãn Lâu sẽ tham gia vào kế hoạch đối phó với nhà họ Nguyên. Chỉ là hiện tại cô ta không có gì để giải thích, chỉ có thể nhìn Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nói với Lộc Thâm Lâm, thật ra, những người của Phong Mãn Lâu này là do tôi thuê để bảo vệ vợ tôi. Tuy rằng tôi có chút thực lực, nhưng vợ tôi chỉ là một người bình thường, nếu không cường giả ở bên cạnh bảo vệ, nhà họ Nguyên sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội. Lộc thâm lâm chỉ khinh thường nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong thật sự không ngờ tên này lại khó hầu hạ như vậy, anh cũng không giải thích nhiều mà nhìn Du Kinh Hồng chuẩn bị xong chưa. Tôi nghĩ bên Hồng Á Phương chắc là đã biết được tình hình đại khái ở sân nhà họ Nguyên rồi nhỉ. Du Kinh Hồng nói, mặc dù có thể biết tình hình đại khái, nhưng vẫn còn rất nhiều trạm gác ngầm mà chúng ta không thể phát hiện bằng vệ tinh, cho nên mức độ nguy hiểm bên trong tương đối lớn, không giống như lần trước chúng ta có thể phát hiện các trạm gác ngầm và tránh được chúng. Diệp vô phong nhướng mày, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng rơi vào người đường chảm, nếu chỉ có một mình anh, thật sự là không thể làm gì được, dù sao anh cũng chỉ có một người, không có cách nào đối phó với toàn bộ thành viên kiếm lẫm, nhưng có đoàn đội của đường chảm thì có lẽ sẽ có cơ hội. Và với đội của Du Kinh Hồng và Phong Mãn Lâu, họ hoàn toàn có thể tấn công nhà họ Nguyên, ít nhất là trong lòng Diệp vô phong có tự tin. Chỉ tên Lộc Thâm Lâm này lại rất phiền phức, ít nhất anh không cảm thấy Lộc Thâm Lâm đứng về phía mình, cho nên anh phải cân nhắc có nên đưa lộc thâm lâm vào trong hay không. Đường chảm lúc này mới nói, thực ra, hiện tại một số thành viên của kiếm lẫm đã đến công trường của chúng ta, còn có một nhóm ở công viên nơi anh sống. Thực tế thì có bao nhiêu thành viên kiếm lẫm ở nhà họ Nguyên, chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng có lẽ là không nhiều. Diệp vô phong nhìn đường chảm, có tự tin không? Đường chảm cười nói, lão đại, có khi nào anh thấy em mất tự tin không? Chỉ là một nhà họ Nguyên thôi mà, còn đơn giản hơn nhiều so với những nhiệm vụ mà em chấp hành lắm. Lộc thâm lâm lãnh đạm nói, đây là cách giải quyết hòa bình của các người sao. Sao tôi thấy giống như đang dương cung bạt kiếm thế? Đường chảm không chịu nổi tên lộc thâm lâm này nữa, anh ta tức giận nói, tôi nói này, anh có đầu óc không thế? Lộc thâm lâm sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó tức giận chỉ vào đường chảm, cậu có ý gì? Tôi nói anh có đầu óc không? Không nhìn thấy thế cục rõ ràng như vậy sao? hiện tại có thể giải quyết ôn hòa sao? Nguyên Trần đã làm những việc quá đáng với chị dâu tôi để uy hiếp lão đại của tôi, lão đại tôi còn hiền chán, nếu là tôi thì đã sớm đến nhà họ Nguyên hỏi tội rồi. Đường chảm rất khó chịu nhìn Lộc Thâm Lâm. Lộc Thâm Lâm hít sâu một hơi, tức giận nói, cậu nói cái gì, cậu còn dám dùng giọng điệu đó sao? Cậu có biết tôi là ai không? Cậu chỉ là một trong tứ đại thiên vương của Long Môn, có thể chống lại cả hoa hạ sao? cậu có tin chỉ cần tôi nói một câu là cậu không thể ra khỏi hoa hạ không? Đường chảm cười ha hả nói, ai không tin chứ, dáng vẻ giống như thiên vương lão tử của anh, giống như tất cả mọi người đều phải xoay quanh anh, ai cũng phải nghe theo ý kiến của anh, tôi thấy anh rõ ràng là đứng về phía nhà họ Nguyên, anh là người của nhà họ Nguyên đúng không? Lộc thâm lâm rất phẫn nộ, lấy điện thoại di động ra, định gọi cho cục thanh tra quốc gia. Diệp vô phong vội vàng nói, Lộc thâm lâm, tôi nghĩ không cần báo cáo mấy loại chuyện này với cục thanh tra quốc gia đâu nhỉ lộc thâm lâm lạnh lùng nói tôi chỉ đang báo cáo tình hình ở đây với cục thanh tra quốc gia thôi mọi chuyện còn lại do lãnh đạo cục thanh tra quốc gia đánh giá tôi chỉ đang thi hành nhiệm vụ của bản thân sao vậy chẳng lẽ chuyện này cũng không thể sao diệp vô phong lãnh đạm nói anh báo cáo như vậy chẳng phải là muốn cục thanh tra quốc gia ra tay với đường chảm sao chỉ là cãi nhau thôi mà cần gì phải như thế chứ Lộc Thâm Lâm không thèm để ý đến Diệp Vô Phong, bấm số điện thoại rồi gọi. Diệp Vô Phong thấy Lộc Thâm Lâm thế này, hít sâu một hơi, vùng con dao găm trong tay lên chém đôi chiếc điện thoại. Lộc Thâm Lâm sợ hãi lùi lại vài bước nhìn Diệp Vô Phong với vẻ mặt kinh hoàng. Anh ta không ngờ Diệp Vô Phong lại dám động thủ, nhưng anh ta biết Diệp Vô Phong khác với đường chảm. Có lẽ đường chảm chỉ tạm thời ở Hoa Hạ, nhưng Diệp Vô Phong lại muốn định cư ở Hoa Hạ, nếu đắc tội cục thanh tra quốc gia, đương nhiên sẽ không có trái ngon để ăn. Nhưng dù vậy, Diệp Vô Phong vẫn ra tay với anh ta. Diệp Vô Phong hờ hững nhìn lộc thâm lâm, đại chiến sắp diễn ra, hành vi anh đang làm nhiễu loạn lòng quân đấy. Nếu đặt ở thời cổ đại, anh đã lập tức bị xử trảm rồi. Tuy rằng giọng điệu tương đối lãnh đạm, nhưng ý tứ của lời nói khiến cho lộc thâm lâm kinh hãi lùi lại. Ý là muốn giết người ư. Lộc thâm lâm biết thực lực của Diệp Vô Phong, nếu Diệp Vô Phong muốn giết anh ta, không ai có thể cứu anh ta, ngay cả Du Kinh Hồng cũng không làm gì được, cho nên trong lòng anh ta có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến mình là người của Cục Thanh tra Quốc gia, nếu Diệp Vô Phong giết anh ta thì kết quả cuối cùng là Cục Thanh tra Quốc gia sẽ bắt giữ Diệp Vô Phong. Vì vậy anh ta nhanh chóng nói, "Diệp Vô Phong, đừng quá tự phụ, tôi là người của Cục Thanh tra Quốc gia. Nếu anh dám làm gì tôi, Cục Thanh tra Quốc gia nhất định sẽ không buông tha cho anh." Tại thời điểm này, anh ta đã tỏ ra nghiêm khắc và dè dặt. Diệp vô phong chỉ cười nhẹ, tôi chỉ nói nếu đặt ở thời cổ đại thôi, bây giờ là xã hội hiện đại, chúng ta đều ở thời đại rất hòa bình, đương nhiên sẽ không có chuyện chém đầu, cho nên anh yên tâm, tôi sẽ không giết anh đâu. Sau khi nghe Diệp vô phong nói, sắc mặt lộc thâm lâm trở lại như trước, nhưng Diệp vô phong lại lên tiếng, nhưng nếu tôi muốn giết anh, người của cục thanh tra quốc gia không nhất định có thể làm gì được tôi, cùng lắm là tôi đưa vợ rời khỏi nơi này là được, sau khi trở lại Long Môn, các người có thể làm gì tôi chứ? Biểu cảm của Lộc Thâm Lâm vừa mới khôi phục đã đông cứng lại. Sau đó Diệp vô phong nhìn đường chảm, được rồi, tôi cần một kế hoạch đảm bảo sau khi vào nhà họ nhà họ Nguyên, chúng ta sẽ không bị tập kích. Đường chảm ngoắc ngoắc ngón tay, chuyện này cứ giao cho em, anh ở bên cạnh với chị dâu đi. Diệp vô phong đỡ Lâm Thư Âm đến bên cạnh, Lục Bách bước tới, rất nghiêm túc nói, anh Diệp, tôi thật sự xin lỗi, không ngờ sự xuất hiện của chúng tôi lại khiến anh gặp rắc rối. Diệp vô phong lắc đầu nói, không sao, công ty Hoa Cường và Phong mãn lâu sau này sẽ hợp tác lâu dài, dù sao bọn họ cũng sẽ biết thôi. chương 673 Ánh mắt lục bách dừng trên người đường chảm đang ở cách đó không xa. Diệp vô phong nghi hoặc hỏi, các người quen nhau à? Vừa rồi tôi gặp anh ta ở công viên, anh ta bảo chúng tôi tới nơi này trước, nhưng là bởi vì anh ta không có bất cứ thứ gì chứng minh quan hệ với anh nên chúng tôi không tin anh ta bây giờ xem ra là chúng tôi hiểu lầm anh ta rồi lục bách cười nói loại chuyện này là bình thường mà nhưng cậu ta là người của tôi điều này không cần nghi ngờ đâu diệp vô phong cười nói lục bách gật đầu diệp vô phong nói nhiệm vụ lần này của các anh không phải tiến vào nhà họ nguyên mà là giúp tôi bảo vệ vợ tôi đừng để cô ấy bị thương Lục Bách kiên định nói, anh Diệp yên tâm, đây là việc chúng tôi phải làm. Nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là bảo vệ an toàn cho cô Lâm. Nếu kẻ địch muốn làm cô Lâm bị thương, chúng chỉ có thể dẫm lên xác của chúng tôi trước thôi. Diệp vô phong cảm ơn một tiếng rồi quay lại bên cạnh đường chảm. Lúc này đường chảm đã lên kế hoạch xong, nhìn Diệp vô phong cười nói, lão đại, em vẫn cảm thấy dùng kế điệu hổ ly sơn vẫn tốt hơn, chỉ cần thu hút sự chú ý của kẻ địch qua đây, đến lúc đó anh có thể dễ dàng đi vào bên trong. Diệp vô phong gật đầu, nếu tôi biết Nguyên Trần sẽ làm chuyện như vậy, lúc trước khi tôi gặp Nguyên Trần nên tát chết ông ta luôn cho rồi. Đường chảm bất lực nói, ban đầu anh cũng không biết ông ta sẽ làm chuyện điên rồ như vậy đúng không? Còn dám kéo cả kiếm lẫm đến, đây là lần đầu tiên em thấy một chuyện như vậy, vì một gia tộc mà một tổ chức đã dốc hết toàn lực đến. Diệp vô phong cười nói, loại chuyện này cũng rất dễ hiểu, bọn họ đều muốn xâm nhập vào Liêu Tây. Phong mãn lâu chọn công ty hoa cường của chúng ta, còn kiếm lắm thì chọn nhà họ Nguyên. Đường chảm cười ha hả, anh giải thích như vậy cũng có lý, nhưng nếu như thế thì trận chiến này thật sự sẽ kịch liệt hơn rất nhiều. Diệp vô phong thờ ơ nói, kịch liệt thì kịch liệt, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút chắc là không có vấn đề gì, tôi rất tin tưởng thực lực của cậu. Đường chảm sửng sốt một hồi, ngay sau đó kinh ngạc nói, lão đại, anh trở nên vô lại như thế từ bao giờ vậy, em cũng không nói em muốn tiến vào nhà họ nguyên với anh mà, em chỉ phụ trách kế điệu hổ ly sơn thôi. Diệp vô phong nắm lấy vài đường chảm, đương nhiên là tôi biết, nhưng cách điệu hổ ly sơn tốt nhất không phải là tự mình làm mồi sao. Đường chảm biết Diệp vô phong không dễ dàng buông tha cho anh ta, khiếp sợ nói, lão đại, không phải anh đã sớm nghĩ đến việc đẩy em vào rồi đấy chứ. Diệp vô phong chỉ cười tùm tỉm nhìn đường chảm, nhưng không hề trả lời. Đường chảm nhanh chóng nản lòng, anh ta biết nhất định là như thế, lão đại của mình là ai chứ? Về chuyện mưu kế tính toàn thì anh chưa bao giờ thua cả. Lúc ban đầu, lòng môn đã gây thù chuốc oán với nhiều thế lực trên thế giới, thế mà cuối cùng đều bị anh giết chết. Tất cả đều là bởi vì Diệp Vô Phong tính toán quá tốt, nếu đối phương muốn tính toán Diệp Vô Phong, kết quả cuối cùng sẽ rất thảm. Và khi Diệp Vô Phong bắt đầu tính kế người nào, thì người đó sẽ không thể nào trốn được. Cuối cùng, đường chảm chỉ có thể nản lòng đi theo Diệp Vô Phong, Du Kinh Hồng nhìn Diệp Vô Phong, hay là tôi cũng cùng đi qua luôn. Diệp Vô Phong lắc đầu, không, nếu bọn họ biết chúng ta tới biệt thự của nhà họ Nguyên, nhà họ Nguyên chắc là sẽ đoán được các cô đang ở gần đây, đến lúc đó bọn họ sẽ vây ngụy cứu triệu cũng không phải không có khả năng. Du Kinh Hồng gật đầu, loại chuyện này chắc chắn có khả năng. Nhưng cô ta vẫn lo lắng Diệp Vô Phong và đường chảm sẽ chật vật để vào được bên trong, thậm chí sẽ rất nguy hiểm cô ta biết trong nhà họ nguyên có vài trưởng lão của kiếm lẫm thực lực của những trưởng lão đó thật sự không tầm thường diệp vô phong cười nói được rồi kế hoạch cũng đã gần xong nhiệm vụ đã giao bước tiếp theo chính là bắt đầu hành động đường chạm ra hiệu với tiểu yêu sau đó cùng với những người từ phong mãn lâu lao tới anh ta chịu trách nhiệm thu hút hỏa lực từ phía trước chờ sau khi diệp vô phong vào nhà họ nguyên anh ta sẽ vào để hỗ trợ diệp vô phong trong sân nhà họ nguyên nguyên phong cắn móng tay sau đó nhìn nguyên trần vẻ mặt của nguyên trần rất nặng nề giống như sắp chết tới nơi tất nhiên nguyên phong biết tình hình sức khỏe hiện tại của nguyên trần anh ta đi đến trước mặt nguyên trần và cười nói thực ra ông nội ông chắc là biết diệp vô phong và những người khác sẽ đến nhà họ nguyên nguyên trần gật đầu ông đã sắp xếp sát thủ khắp nơi rồi nếu bọn họ dám vào sân nhà chúng ta thì chỉ có một con đường chết tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi đây Nguyên Phong tò mò hỏi, nói như vậy, cháu thật sự rất muốn biết ông đã thuê loại sát thủ nào, thực lực như thế nào. Nguyên Trần nở một nụ cười hờ hứng, nhưng vẻ mặt vẫn rất khó coi, đương nhiên là mời những cao thủ quốc tế về rồi, đó đều là những sát thủ hạng nhất, liên hợp lại cũng đủ sức xé nát đối phương. Nguyên Phong gật đầu nhìn Nguyên Trần, thấy Nguyên Trần tự tin như thế, nhưng trong lòng anh ta vẫn có linh tính không tốt lắm, anh ta cảm thấy cho dù như vậy, Diệp Vô Phong vẫn có thể phá tan nhà họ Nguyên. Nguyên Trần nhìn Nguyên Phong, ông biết cháu là người có chủ kiến của riêng mình, ông cũng không ép buộc cháu tiếp tục canh giữ ở sân nhà họ Nguyên, nếu cháu có kế hoạch gì thì cứ hành động đi. Đúng rồi, cháu gọi Hồ Quý đến đây, ông đã bảo vệ hắn khoảng thời gian dài như vậy rồi, bây giờ nhà họ Nguyên đang hấp hối, hắn cũng nên ra mặt rồi. Nguyên Phong cười nói, ông nội, Hồ Quý cũng không có tác dụng gì đâu, hơn nữa không phải ông đã nói với cháu rồi sao, hắn ta có thể dễ dàng phản bội. Cho nên nhất định phải thận trọng khi hợp tác với Hồ Quý. Nguyên Trần mở to mắt sau khi nghe điều này, nhìn Nguyên Phong, có lẽ ông ta biết Nguyên Phong muốn làm gì. "Cháu giết hắn ư?" Nguyên Trần kinh ngạc hỏi. "Tất nhiên là không, cháu chỉ phát huy chút sức lực cuối cùng của mình thôi." Ông cũng biết hắn đang làm gì mà, cho nên cháu chỉ tiêm một thứ có thể khiến hắn rất thoải mái thôi. Nguyên Phong nói xong liền nhìn ra ngoài cửa. Nguyên Trần hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa. Ông ta cũng biết mình đã hết thời gian rồi, tuyệt đối không thể dùng chút thời gian này để dạy cho Nguyên Phong một bài học gì nữa. Diệp Vô Phong lúc này mới nhảy qua tường, vừa rơi xuống đất liền lăn qua một bên, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một viên đạn đã đáp xuống nơi anh vừa tiếp đất. Ngay sau đó một tiếng súng máy lao tới, đạn không ngừng đuổi theo Diệp Vô Phong, lúc này Diệp Vô Phong chỉ có thể điên cuồng chạy đến một bên, bởi vì đằng kia có một cái cây có thể làm nơi che chắn tạm thời chương 674. Chỉ là anh không ngờ lại bị đối phương phát hiện ngay khi vừa hạ cánh, anh cho rằng toàn bộ hỏa lực đều đã ở cửa chính rồi chứ. Đám người đường chảm trông rất hung hăng, như thể sắp công phá cổng nhà họ Nguyên, nhưng dù vậy vẫn không cách nào thu hút được hỏa lực trong nhà họ Nguyên. Đường chảm biết kế điệu hổ Ly Sơn lần này đã thất bại, anh ta túm lấy một thành viên phong mãn lâu, các người tiếp tục trấn áp ra hỏa ở đây, tôi đi tìm lão đại trước các thành viên của phong mãn lâu gật đầu, bắn một loạt súng tiểu liên vào cửa chính. Đạn xé toạc cánh cổng, nhân viên bảo vệ cổng đã bỏ đi hết, vệ sĩ không rời đi đã bị đạn bắn chết. Nhưng dù vậy, phong mãn lâu vẫn không có cách nào phá được cánh cổng, bởi vì vẫn không ngừng có người lấp đầy và chặn lại tất cả các lối vào. Trong lúc nhất thời, phong mãn lâu đã va chạm với kiếm lẫm và các vệ sĩ khác của nhà họ Nguyên. Diệp vô phong lúc này đang nấp sau cây đại thụ, đạn không ngừng rơi trên thân cây khiến anh không có cách nào lập tức rời khỏi nơi này. Anh bị hỏa lực áp chế, nhất thời không có cách nào rời đi được. Diệp vô phong nghiến răng, những tên khốn kiếp này đúng là hung tợn, chắc không phải là vệ sĩ, có lẽ là lính đánh thuê hoặc người của kiếm lẫm. Anh đoán người bắn anh không phải là vệ sĩ bình thường, nếu chỉ là vệ sĩ bình thường thì không cách nào đạt được trình độ trấn áp hỏa lực như thế này chỉ những người đã thực sự trải qua chiến tranh mới có thể biết cách chặn địch ở một vị trí nhất định và kiểu áp chế hỏa lực này đòi hỏi sự kết nối hoàn hảo của đạn dược một khi có khe hở anh có thể trực tiếp rời khỏi nơi này thông qua khe hở đó và loại áp chế hỏa lực này đương nhiên không có tác dụng gì nhưng bây giờ bên kia hoàn toàn không cho anh cơ hội như vậy lão đại anh định làm gấu túi ở đây sao một giọng nói chuyển đến tiếp theo là hai phát súng hạ gục tên cầm súng cách đó không xa lúc này trên tay đường chảm đều là súng tiểu liên. Sau khi đường chảm lăn xuống đất liền ném thẳng một khẩu về phía Diệp Vô Phong, Diệp Vô Phong nhận lấy, anh quay người bắn tất cả những tay súng vừa bắn anh. Vừa rồi khi đối phương nổ súng, anh ta đã ghi nhớ vị trí của bọn họ, sẽ không có quá nhiều sai lệch. Cho nên khi anh nổ súng, về cơ bản đã giết chết hết những tay súng đó, còn lại một hai người cũng bị trúng đạn và bị thương. Diệp vô phong rừng dưng nhìn đường chảm, tôi đang đợi cậu thôi, cậu không biết sao. Nương chảm lập tức nhún vai, anh đang đợi em sao? Tại sao em lại không biết anh đang đợi em nhỉ? Nhưng không thành vấn đề, nếu anh đang đợi em, vậy thì hiện tại chúng ta cùng xông vào thôi. Diệp vô phong gật đầu, súng tiểu liên trong tay bị anh nắm chặt, sau đó xông vào trong. Nhưng bọn họ vừa mới vào tới không quá 30-40 mét, hai người đã lao vào bồn hoa bên cạnh, sau đó, hàng chục viên đạn rơi trên con đường mà bọn họ phóng đi vừa rồi. Đường chảm tức giận nói, lão đại, bọn họ bắt nạt người ta quá đáng. Có rất nhiều tay súng chặn hai người chúng ta, em nghi ngờ hiện tại toàn bộ hỏa lực đều dồn về phía chúng ta, bọn họ hoàn toàn không hề mắc bẫy. Diệp vô phong thờ ơ nói, cho dù không mắc bẫy thì chúng ta cũng phải kiên trì, ít nhất phải biết bọn họ có bao nhiêu người. Đường chảm rất không vui nói, đương nhiên em biết, nhưng ước chừng hiện tại trước mắt có hơn chục người, cộng thêm mấy tên bắn tỉa trên nóc nhà, em đoán cũng phải có 30 người. Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, 30 nhất định không phải là cực hạn của nhà họ Nguyên, chắc có lẽ là 300. Đường chảm hít sâu một hơi, 300 ư, vậy thì chúng ta nhất định sẽ chết ở nơi này. Cho dù hai người chúng ta có thực lực lợi hại hơn nữa, cũng không thể cùng một lúc chiến đấu với 300 tay súng. Bây giờ cao thủ bên phía kiếm lẫm chưa ra tay, nếu có thêm cao thủ thì chúng ta sẽ chết nhanh hơn. Diệp Vô Phong gật đầu, anh đương nhiên biết chuyện này. Nhưng anh cũng biết hiện tại nhất định không được rút lui, mặc dù thực lực của những kẻ địch này rất mạnh. Bên kia có kinh nghiệm chiến đấu bằng vũ khí nóng, sự hợp tác cũng rất liền mạch, tạo cho anh cảm giác đang đối mặt với một nhóm lính đánh thuê rất thành thục. Và tất nhiên họ sẽ rất khó khăn khi phải đối mặt với một nhóm lính đánh thuê như thế này. Hơn nữa, vẫn còn thành viên của kiếm lẫm chưa hành động, nếu bọn này ra tay thì có lẽ họ sẽ xong đời. Diệp vô phong hít sâu một hơi, lúc này anh và đường chảm đều trốn trong bồn hoa này, trên đầu không ngừng có đạn bay tới, rất nguy hiểm. Nói tóm lại, trước tiên rời khỏi nơi này đi, chỉ cần rời khỏi nơi này tiến vào tòa nhà phía trước thì ít nhất sẽ dễ dàng tìm được chỗ nấp. Lời nói của Diệp vô phong khiến đường chảm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Liệu họ có đoán được chúng ta vào tòa nhà đó và gài bom trong tòa nhà không? Đường chảm rất nghi ngờ điều này. Dù sao bên cạnh anh ta có chuyên gia bom, chuyên gia bom đó cũng thường xuyên gài bẫy kiểu này, theo như lời của yêu tử, loại thủ đoạn này chỉ có thể bắt nạt những kẻ mới vào nghề. Nếu là một tay già đời, thì đề sẽ rất cảnh giác với điều này. Diệp vô phong rừng dưng nhìn đường chảm, vậy cậu có cách nào khác đi ra khỏi đây không? Đường chảm nhanh chóng lắc đầu, đương nhiên anh ta không có cách nào rời khỏi nơi này, nếu không anh ta cũng sẽ không nằm trong bồn hoa như Diệp vô phong, dựa vào một tảng đá trước bồn hoa để đỡ đạn từ phía đối diện. Diệp vô phong lạnh nhạt nói, vậy là được rồi hiện tại chúng ta chỉ có thể trốn qua đó cho dù có bom bên trong chúng ta cũng chỉ có thể đến nơi đó trước hẳn là đối phương đang tiếp cận chúng ta vừa dứt lời diệp vô phong đã giơ súng tiểu liên lên bắn về phía trước đồng thời nghe thấy ba tiếng hét khác nhau đường chạm hít sâu một hơi lăn qua một bên sau khi tiếp đất liền không quan tâm đến cái gì nữa phóng tới tòa nhà đằng kia diệp vô phong theo sát phía sau nhất thời phía sau đám người diệp vô phong có không ít đạn bắn tới nhưng bởi vì tòa nhà cách bọn họ không xa, cho nên bọn họ đã tới chỗ rẽ của tòa nhà. tất cả mọi người đều kinh ngạc hoàn toàn không ngờ đám Diệp vô phong lại có thể đến đó. vừa rồi bọn họ liên tục bắn vào hai người Diệp vô phong, kết quả là không có viên đạn nào trúng hai người Diệp vô phong. điều này không phải quá mức thần kỳ sao? chỉ là sau khi Diệp vô phong đi tới góc tường, Đường Trảm đang chuẩn bị đi vào tòa nhà, nhưng Diệp vô phong lại đè Đường Trảm lại cậu thật sự muốn đi vào à? Đường chảm kinh ngạc nhìn Diệp vô phong, chúng ta đã tới nơi này rồi, nếu không đi vào thì còn chỗ nào trốn nữa chứ? chương 675 Diệp vô phong chỉ vào bên trong tối đen như mực, rõ ràng là có bom cài bên trong. Chúng ta đi vào lúc này chỉ là tự đâm đầu vào chỗ chết. Đường chảm bày ra vẻ mặt đau khổ, nếu biết vậy thì sao còn đến đây, không phải em vừa mới nói chắc là có bom trong đó sao? Diệp vô phong chỉ vào vách tường, chúng ta có thể đi lên từ đây leo ống nước. Diệp vô phong gật đầu nói, đây là cách duy nhất chúng ta có thể né truy kích của bọn họ, tôi đã tính toán rồi, cho dù có bom bên trong, chỉ cần đi dọc vách tường, bom nổ thì cũng sẽ không gây bất kỳ tổn hại nào cho chúng ta đâu. Đường chảm gật đầu, được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta đi lên, em sẽ nghe lời anh, lão đại. Cả hai nhanh chóng leo lên tường, lúc này những tay súng đuổi theo đã từ từ tiến về phía bên này, họ rất thận trọng dù sao họ cũng biết mình đang phải đối mặt với kẻ thù nào sức mạnh của diệp vô phong và đường trảm người nhà họ nguyên đều biết và những người lính đánh thuê này cũng đã được nhà họ nguyên giới thiệu qua đại khái cũng hiểu được đám người diệp vô phong đều là những nhân vật có thực lực cường đại cho nên nhiệm vụ giết diệp vô phong lần này đương nhiên rất nguy hiểm vì thế bọn họ càng cảnh giác hơn mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận sau khi đến góc của tòa nhà lại phát hiện ra không có ai ở cổng của tòa nhà cả. Họ vào rồi à?" một lính đánh thuê nghi ngờ hỏi. Nếu họ đi vào, tại sao quả bom bên trong không nổ?" một lính đánh thuê khác tò mò hỏi. Nhất thời, mười mấy tên lính đánh thuê có chút tò mò, đội trưởng cách của bọn họ chỉ vào dấu vết trên tường, bọn họ đi lên theo vách tường. Khoảng hơn chục lính đánh thuê đã rất kinh ngạc, họ thực sự khâm phục trực giác của Diệp Vô Phong và kỹ năng của anh. Công phu hoa hạ một lính đánh thuê xúc động nói. Cách cười tâu tuét, nhưng không quan trọng, họ đã vượt qua chúng ta, càng đi vào, họ sẽ càng trở nên tuyệt vọng hơn, bởi vì họ đã không còn đường lui nữa rồi. Hơn một chục lính đánh thuê đã rất vui mừng sau khi nghe điều đó, những lời của cách tất nhiên là chính xác. Bây giờ toàn bộ nhà họ Nguyên đều đã bị bao vây rồi. Không ai có thể thoát ra khỏi nhà họ Nguyên cả. Sau khi Diệp vô phong và đường chảm đổi đạn, lúc này nhìn từ trên nóc nhà chỉ có thể nhìn thấy một nơi sáng rực cách đó một cây em hai người đều biết nơi đó là khu nhà ở của nhà họ nguyên nguyên trần đang ở nơi đó diệp vô phong lấy điện thoại ra ngồi xuống nói trước tiên nghỉ ngơi một chút đi đường chạm thờ hổn hển ngồi đối diện với diệp vô phong lão đại mặc dù em cũng rất muốn nghỉ ngơi nhưng anh nên biết rằng nếu chúng ta ở lại đây bọn họ sẽ sớm đuổi kịp hơn nữa những tay súng bắn tỉa đang tìm kiếm bóng dáng của chúng ta nơi này không phải quá lộ sao? Diệp vô phong cười nói, tôi đã xem qua rồi, nơi này là điểm mù của tất cả các tay súng bắn tỉa, cũng chỉ có một nơi duy nhất này, cho nên các tay súng bắn tỉa tuyệt đối không có cách nào bắn chúng ta ở nơi này đâu. Đường chảm nhanh chóng chú ý thấy trên sân thượng của tòa nhà này, thực sự có một cái thùng chứa nước phía trước chắn tầm nhìn của các tay súng bắn tỉa. Lúc này đường chảm mới cảm thấy nhẹ nhõm, còn bọn lính đánh thuê phía dưới thì sao? diệp vô phong lại cười nói những tên lính đánh thuê kia thật sự không có cách nào lên được đâu toàn bộ tòa nhà đầy bom nếu bọn họ xông lên bên trong sẽ kích hoạt bom diệp vô phong nhìn bản đồ do du kinh hồng gửi trên điện thoại ngẫm nghĩ một hồi anh vẫn không hiểu được cách sắp xếp binh lực này vào lúc này giọng nói của du kinh hồng vang lên trong tai nghe diệp vô phong bây giờ vị trí của anh là ở sau vườn hoa vị trí của anh là điểm mù duy nhất sẽ không bị bắn tỉa. Du Kinh Hồng nói. Diệp Vô Phong cười nói, cái này tôi biết rồi. Du Kinh Hồng tiếp tục nói, thực ra nơi này cũng rất nguy hiểm, bởi vì một khi lính đánh thuê chặn đường ra của anh, anh sẽ không có cách nào rời khỏi vị trí kia. Diệp Vô Phong thờ ơ nói, yên tâm đi, tôi có chừng mực, tôi chỉ chờ bọn họ vây lại đây. Đường chảm nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Phong, Du Kinh Hồng cũng không biết Diệp Vô Phong muốn làm gì. Cô ta biết tư duy chiến đấu của Diệp Vô Phong khác với bọn họ, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nếu bị bao vây thì thật sự sẽ xong đời. Đám người Diệp Vô Phong hoàn toàn không có cơ hội thoát khỏi 50 60 hoặc thậm chí hàng trăm lính đánh thuê. Cô ta không biết Diệp Vô Phong đang nghĩ gì. Diệp Vô Phong chuyển kênh sang kênh của Lâm Thư Âm. "Vợ à, đã đến lúc phải hành động rồi, về phương diện thương mại cũng có thể đánh một đòn nghiêm trọng cho bọn họ." Sau khi Lâm Thư Âm nghe thấy giọng nói của Diệp Vô Phong, cô rất vui vẻ anh không sao chứ có bị thương không diệp vô phong cười nói đương nhiên không có cũng không phải em không biết thực lực của anh sao bọn họ có thể đánh bại anh được chứ đều là một đám binh tôm tướng tép thôi lâm thư âm thở phào nhẹ nhóm sau đó mở máy tính lên ra lệnh cho đám người hoa vũ lúc này nhà họ nguyên đã bị bao vây tín hiệu bên trong đã bị phong tỏa tất cả tình hình đều tốt cho bọn họ vì vậy bây giờ chắc chắn là một cơ hội tuyệt vời để sử dụng các phương tiện thương mại để trực tiếp hạ bệ nhà họ Nguyên. Lúc này, theo lời của Diệp Vô Phong, A Mịch trực tiếp đến trụ sở của xí nghiệp Chu Tinh, sau đó phong tỏa trụ sở của xí nghiệp Chu Tinh. Ngay sau đó, cô ta dẫn người đến ngã tư đường cao tốc, trước đó, một đồng nghiệp đã nhìn thấy Chu Tinh chuẩn bị bỏ trốn cùng thư ký. Xe của Chu Tinh bị ngăn lại, Chu Tinh và nữ thư ký ngồi trên ghế phụ xuống xe, chu tinh chỉ có thể thở dài khi nhìn thấy a mịch ông ta nhìn a mịch toàn thân đều suy sụp cúi đầu xuống và không nói gì cả về phần thư ký tất nhiên cô ta sợ hãi đứng sang một bên cô ta cũng biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì có chút bối rối hoảng hốt nhưng a mịch chỉ lạnh lùng nhìn chu tinh ông chu ông tính đi đâu vậy đã khuya lắm rồi chu tinh thản nhiên nói a mịch tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói cả A Mịch lấy những bức ảnh ra. Tôi biết ông và tôi không có gì để nói, nhưng ông và thẩm phán thì có đó. Hơn nữa không chỉ những điều trên những bức ảnh, mà vợ của ông cũng đã thú nhận tất cả mọi thứ về ông rồi. Sắc mặt Chu Tinh đại biến, làm sao có thể chứ? Vợ của tôi. A Mịch chỉ dừng dưng nói. Sau khi vợ ông phát hiện ra chuyện của ông và nữ thư ký, bà ta đã quyết định nói hết mọi chuyện. Chu Tinh muốn nói lại thôi, nhưng trong lòng không chịu nổi lửa giận, sắc mặt đỏ bừng. Khi hai người cảnh sát bước tới, ông ta chỉ có thể duỗi tay ra, bị còng tay lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 676, quá mạnh mẽ. Vợ của Chu Tinh lúc này đang ở bệnh viện, xem nội dung trên truyền hình trực tiếp, bà ta nhất thời căm phẫn. Hoa Vũ cười nói, tôi đã nói rồi, chồng bà cuối cùng sẽ không chọn bà và con của bà, cũng không phải bà không biết ông ta là người thế nào. Bà Chu nghiến răng nói, tôi biết ông ta là người thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất ông ta có hai con trai và một người vợ ở đây, sẽ không đến mức không thèm quan tâm chứ. Hoa vũ bật cười ha hả, thật đáng tiếc là bà đã đoán sai rồi. Bà Chu lạnh lùng nhìn Hoa vũ, vì cậu đã giúp tôi làm được chuyện kia, tôi cũng sẽ làm tốt chuyện của mình như đã giao ước. Hoa vũ gật đầu, vậy thì xin nhờ bà. Sau khi xí nghiệp Chu Tinh bị niêm phong, các công ty có quan hệ đến nhà họ Nguyên đều rất sợ hãi, đương nhiên họ biết đêm nay là đêm quyết định giữa nhà họ Nguyên và công ty Hoa Cường, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng Xí nghiệp Chu Tinh sẽ gặp tai ương vào lúc này. Bọn họ biết Xí nghiệp Chu Tinh là đối tác đắc lực nhất của nhà họ Nguyên, nếu không có Xí nghiệp Chu Tinh thì gia tộc họ Nguyên sẽ bị suy giảm rất nhiều khi đối đầu trực diện, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Họ đều biết rằng nếu công ty Hoa Cường bắt đầu chấn chỉnh công ty của bọn họ vào lúc này, nhà họ nguyên sẽ không có cách nào ngăn cản được và kết quả cuối cùng là cho dù đêm nay nhà họ nguyên có tự bảo vệ được thì cũng không thể một tay che trời ở liêu tây được nữa nếu không có sự hỗ trợ về mặt thương mại nhà họ nguyên sẽ không có cách nào để có được chỗ đứng ở liêu tây và kết quả cuối cùng sẽ là càng ngày càng xa suốt sau đó công ty hoa cường hoàn toàn có thể bỏ đá xuống giếng và chậm rãi nghiền nát nhà họ nguyên cho đến chết nhà họ nguyên vẫn không có cách nào đối với chuyện này bọn họ đều biết công ty Hoa Cường cũng sẽ nghĩ như vậy. Đây là cách an toàn nhất. Hoa Vũ nói với Lâm Thư Âm về tình hình của xí nghiệp Chu Tinh, lúc này Lâm Thư Âm không suy nghĩ nhiều, và cô cũng biết rằng ngay cả khi cô đi vắng, Hoa Vũ cũng có thể giải quyết mọi việc. Cô rất yên tâm về điều này. Dù sao Hoa Vũ vào Liêu Tây với tư cách là đội tiên phong đầu tiên, chính là vì cô đánh giá cao khả năng làm việc của Hoa Vũ, ổn định và vững vàng, luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất trong thời gian ngắn nhất. Diệp vô phong và đường chảm lúc này đang đợi những người đó tới gần, chắc là đám lính đánh thuê đang tiến lên. Nhóm lính đánh thuê biết hiện tại Diệp vô phong và đường chảm đang ở trên mái nhà, lúc này lính bắn tỉa không có cách nào để bắn vào đám Diệp vô phong. Tất cả tầm nhìn đều bị chặn. Vì vậy, bây giờ chỉ có nhóm lính đánh thuê bọn họ đi lên. Tuy nhiên, nhóm lính đánh thuê đều biết diệp vô phong và đường chảm lúc này không có cách nào chạy thoát hai người đã bị bọn họ bao vây một nhóm người liên tục đi lên cách ra hiệu và bước tới một cách rất cảnh giác khẩu súng tiểu liên trên tay luôn hướng về phía trước đương nhiên hắn biết rõ thực lực của hai người diệp vô phong nên cảnh giác rất cao độ chỉ là hắn không thể hiểu được diệp vô phong và đường chảm có thực lực mạnh mẽ như vậy tại sao bọn họ lại không có cách nào rời khỏi nơi này Đối phương chắc là biết nếu họ bao vây trong tòa nhà này, họ sẽ không có cơ hội chạy thoát. Kết quả cuối cùng là sẽ bị bọn lính đánh thuê đánh bại bởi lợi thế về quân số. Cách tin rằng hai người Diệp Vô Phong biết điều này, nhưng dù vậy, Diệp Vô Phong vẫn không nghĩ đến việc rời khỏi tòa nhà này. Trong lòng hắn luôn có linh tính xấu, sau khi lên đến tầng 3, những tên lính đánh thuê khác đã nhao nhao tiến vào hoặc dán chặt vào tường, hắn vẫn ngây ngẩn cả người hắn dường như đã nghĩ ra diệp vô phong muốn làm gì đồng tử của hắn co rút lại trước tiên hắn nhảy ra khỏi cửa sổ ngay lúc hắn nhảy ra quả bom trong phòng trực tiếp phát nổ bom đã được kích nổ khắp tòa nhà vẻ mặt cách kinh hoàng ánh mắt vô cùng kinh hãi dù sao hắn cũng biết vừa rồi nếu không nhanh nhạy thì hắn sẽ chết trong tòa nhà này giống như những lính đánh thuê kia mẹ kiếp tao biết bọn họ không từ bỏ hy vọng trốn thoát dễ dàng như vậy mà Cách ngã xuống đất, sau khi lăn trên mặt đất giải phóng sức lực rơi xuống, hắn liền trốn qua một bên, kinh ngạc nói. Mà mấy tên lính đánh thuê dựa vào tường cũng bị thương, nhất thời hiện trường có chút hỗn loạn, cách nhìn đám lính đánh thuê với vẻ mặt sững sờ, hét lớn, cẩn thận. Hắn lại nghĩ đến động thái tiếp theo của Diệp Vô Phong, nhưng tiếng quát của hắn vẫn là quá muộn. Vô số viên đạn từ trên cao chút xuống, trực tiếp rơi xuống đám lính đánh thuê đang bám lên bức tường di chuyển lên vài bước. Tiếng hét tiếp tục vang lên một hồi, lúc nãy khi những người này đang dựa vào tường, bởi vì một số bức tường nhô ra, đám người Diệp Vô Phong không thể bắn vào những tên lính đánh thuê này. Nhưng bây giờ những tên lính đánh thuê này đã tiến lên, Diệp Vô Phong muốn bắn chết bọn họ là chuyện rất đơn giản. Nhất thời, hơn chục tên lính đánh thuê ngã xuống đất, không biết còn sống hay đã chết. Cách trước tiên tìm một nơi để ẩn nấp, hắn biết vị trí của mình cũng rất nguy hiểm, nếu cứ ở lại nơi này Hắn nhất định sẽ bị giết chết. Hắn biết thực lực của đối phương, hiện tại cũng biết kỹ thuật bắn súng của đối phương, có thể nói là bắn không trượt phát nào. Cách hít sâu một hơi, lấy bộ đàm ra, tức giận nói, kẻ địch quá mạnh, tôi cần hỗ trợ. Tôi cần hỗ trợ. Đáng tiếc đám người Diệp Vô Phong không bắn nữa, nhưng dù vậy, hắn cũng không quan tâm đến việc dễ dàng thò đầu ra xem, hắn chỉ cẩn thận ẩn nấp, hắn luôn cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, cho nên hiện tại hắn không dám đi ra ngoài về phần công kích hai người diệp vô phong hắn lại càng không dám hắn cảm thấy ngay thời điểm mình bước ra thì sẽ chết ngay tại chỗ tốt hơn hết là nên trốn trước đợi đám người diệp vô phong rời đi sau đó sẽ tập hợp binh lực lại hắn biết hai người diệp vô phong nhất định sẽ tiếp tục đi vào trong sau khi đột phá tới đây hiện tại hai người diệp vô phong sẽ không thể chạy thoát cho nên hắn vẫn còn có cơ hội so tài với bọn họ sau khi diệp vô phong và đường trạm rời khỏi nơi này cách mới thở vào nhẹ nhõm, vội vàng đi tới trước mặt đám người, lớn tiếng nói tổ chức lại đội ngũ. Tôi muốn xem Diệp vô phong kia có thực lực như thế nào. Vừa rồi tôi chỉ sai một chiêu thôi, tiếp theo tuyệt đối sẽ không có chuyện đó đâu. Sau khi hắn nói xong, những lính đánh thuê khác lại đứng dậy tập hợp. Mặc dù vừa rồi họ rất bối rối, thậm chí không biết đòn tấn công của Diệp vô phong đến từ đâu, nhưng khi tập hợp lại, họ không còn sợ hãi nữa, có tinh thần không sợ chết của một người lính đánh thuê cách hít sâu một hơi, trong lòng suy nghĩ một phen rồi liền ra hiệu tiến về phía trước, bọn họ muốn đuổi kịp Diệp vô phong. chương 677, Hồ Quý điên rồi. Mà hắn cũng biết tình hình hiện tại đối với hắn rất có lợi, bởi vì bọn họ lúc này đang theo sau mông của Diệp vô phong, cùng với thành viên của kiếm lẫm ở phía trước đã tạo thành thế tiền hậu giáp kích. Điều này nhất định là rất tốt, nhưng hắn cũng biết dù vậy nếu không cẩn thận, đám người Diệp vô phong cũng sẽ đột phá vòng vây diệp vô phong và đường chảm không ngừng tiến lên phía trước sử dụng các công cụ che chắn xung quanh để tránh các tay súng bắn tỉa đang tập kích ở đằng xa chỉ là vào lúc này một thành trường đao đột nhiên từ góc tường đâm ra diệp vô phong lanh tay lẹ mắt nhanh chóng ngã về phía sau lúc này mới tránh được thanh trường đao đang đâm tới nhưng lúc này người xuất hiện trước mặt khiến hai người diệp vô phong kinh ngạc điều mà diệp vô phong ngạc nhiên không phải vì người này là hồ quý mà là bởi vì tình trạng hiện tại của hồ quý quá kinh khủng trong mắt đã không còn lý trí gì cả tràn ngập sự điên cuồng hắn ta gầm lên và chém về phía diệp vô phong diệp vô phong cầm con dao găm chặn đường chém của thanh trường đao đồng thời đá bay hồ quý nương hồ quý lại lao tới như thể hắn ta không hề bị thương chút nào đường trảm lo lắng nói lão đại nếu chúng ta không rời đi những người phía sau cũng sẽ đuổi kịp đám lính đánh thuê đó thật sự rất khó đối phó. Diệp vô phong gật đầu, tôi biết, nhưng hồ quý trước mặt đã mất lý trí rồi. Hiện tại trên người hắn ta đã mất đi cảm giác đau đớn. Đường chảm nghiến răng nghiến lợi, lão đại, đừng chơi nữa, em biết thực lực của anh, giải quyết tên hồ quý này không phải chỉ cần vài phút thôi sao. Diệp vô phong thở dài một hơi, anh cầm dao găm trong tay chủ động tấn công, tốc độ cực nhanh, ngay cả hồ quý cũng không phản ứng kịp, Diệp Vô Phong đã vượt qua hồ quý rồi đến phía sau của hồ quý. Trên cổ hồ quý có một đường máu không ngừng lộ ra, máu nhanh chóng phun ra. Hồ quý buông thanh trường kiếm xuống, ôm lấy cổ mình, hắn ta trợn tròn mắt, lúc này có vẻ như hắn ta đã khôi phục lại lý trí, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói được một câu nào. Diệp vô phong làm xong chuyện này liền nhìn về phía đường chảm, đường chảm gật đầu, vẫn là lão đại lợi hại, em biết thực lực của lão đại không hề suy yếu, theo em thấy thì còn tăng lên rất nhiều đó. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Diệp Vô Phong lãnh đạm nói, "Cậu bất nịnh nọt đi." Cậu cũng biết tình huống hiện tại, Hồ Quý chỉ là một con rối thôi, có thể nói là ác giả ác báo, chắc là hắn ta bị người ta chuốc thuốc mới trở thành như vậy. Đường Trảm cười hắc hắc, "Bất kể như thế nào, ít nhất hắn đã chết, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành." Diệp Vô Phong liếc nhìn Đường Trảm, "Nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành, nhưng là tôi giúp cậu hoàn thành." cậu còn không biết xấu hổ mà nói à vừa rồi tôi nên để cậu khiêu chiến với hồ quý đường chảm lắc đầu em không muốn đâu bộ dạng của hồ quý kia chắc là điên rồi nếu dây dưa với một kẻ điên em không thể giết hắn trong thời gian ngắn được diệp vô phong chỉ hờ hững nhìn đường chảm anh biết đường chảm nói như vậy là rất khiêm tốn phải biết rằng thực lực của đường chảm đứng thứ hai trong tứ đại thiên vương đấy nếu như đường chảm chiến đấu nghiêm túc thực lực của anh ta nhất định sẽ rất khủng bố Ít nhất trong trí nhớ của Diệp Vô Phong, chỉ cần đường chạm chiến đấu nghiêm túc thì sẽ vượt qua thử thách, thậm chí có thể giết chết kẻ địch không đội trời chung. Đây là thế mạnh của đường chạm, kẻ địch càng mạnh càng có thể kích thích tiềm lực của anh ta, tình huống này cũng đã từng xảy ra với Diệp Vô Phong. Lúc ban đầu, thực lực của anh chỉ là vừa bước vào cảnh giới tông sư, luôn ở trong trạng thái như vậy, thỉnh thoảng sẽ dùng sức mạnh của tông sư để chiến đấu chống lại kẻ thù cảnh giới chiến thần. May mắn thay, trong mấy tình huống này Diệp Vô Phong thường sẽ thắng. Mà Diệp Vô Phong hiện tại đã lâu không ở trong trạng thái này, không phải trạng thái này của anh biến mất, mà là bởi vì thực lực của anh đã đạt tới mức không có mấy người có thể vây anh vào trạng thái này. Vì vậy, anh đã không có tình huống bùng nổ tiềm năng trong một thời gian dài rồi. Trong đại sảnh, Nguyên Phong cau mày nhìn tín hiệu trên điện thoại của mình đột nhiên biến mất, anh ta thở dài nói, cái thứ khốn kiếp này đúng là vô dụng, cháu còn tưởng ít nhất hắn có thể kiên trì một hồi. Cho dù không được nửa giờ thì cũng phải hơn 10 phút chứ, kết quả mới ra tay đã bị xử lý, đúng là đồ vô dụng. Nguyên Trần rất tức giận nhìn Nguyên Phong, rốt cuộc cháu muốn làm cái gì? Nguyên Phong cười nhìn ông ta, ông lo lắng cái gì chứ, không phải ông định dùng hết thực lực của nhà họ Nguyên sao? Vậy thì cháu có thể giúp ông thực hiện điều này, từ trước đến nay hồ quý luôn sống trong nhà họ Nguyên, chúng ta đã nuôi hắn ta lâu như vậy, hiện tại hắn cũng không thể nói đi là đi chứ? Nguyên Trần Tức giận nói: "Cháu có biết thân phận của Hồ Quý không? Tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng lai lịch của hắn rất lớn, nếu chúng ta hợp tác với hắn, có lẽ sẽ khống chế được Liêu Tây lại một lần nữa." Nguyên Phong lắc đầu: "Cái này thì cháu thật sự không biết, ông không nói thì sao cháu biết được." Và điều quan trọng nhất là cháu không biết rằng ông giữ Hồ Quý lại với mục đích này, nếu ông nói sớm thì cháu sẽ không làm một việc như vậy rồi. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Nguyên Phong rất bình tĩnh tựa hồ không có cảm giác gì, vẻ mặt này càng khiến Nguyên Trần tức giận. Ông ta ho dữ dội, các bác sĩ đang theo dõi Nguyên Trần, họ đều biết tình trạng thể chất hiện tại của Nguyên Trần, lẽ ra nên nghỉ ngơi trong bệnh viện. Kết quả Nguyên Trần kiên quyết nhất định phải ở lại nơi này, cho nên bọn họ rất lo lắng, bác sĩ biết nếu ở nơi này, tâm tình kích động như vậy rất dễ dẫn đến tử vong. Nguyên Phong rừng dưng nhìn Nguyên Trần rồi hít sâu một hơi, cháu biết ông định đánh cược tất cả mọi thứ của nhà họ Nguyên, quyết định lúc trước của ông là đúng, cho nên lần này ông cũng cho rằng mình đúng, nhưng ông lại không hề biết rằng quyết định ông đang đưa ra bây giờ hoàn toàn không thực tế. Nguyên Trần lúc này bày ra vẻ mặt ảm đạm nhìn Nguyên Phong, mày cho rằng hiện tại tao đã già sắp chết, cho nên định làm phản sao? Nhưng tao nói cho mày biết, chỉ cần tao chưa ngừng thở, mày mãi mãi không thể trở thành người nắm giữ nhà họ Nguyên đâu, mày nghĩ tao không nhìn ra dã tâm của mày sao? Nguyên Phong cười nói, hiện tại không phải ông đã nhìn ra rồi sao? Mặc dù bây giờ nhà họ Nguyên vẫn còn rất nhiều thân tín của ông, cháu biết ông vẫn luôn muốn giao nhà họ Nguyên cho Nguyên Tông Kiệt, nhưng ông lại không biết, Nguyên Tông Kiệt là một người không thể chịu đựng được gánh nặng, cháu yêu tú như vậy mà ông lại không nhìn tới. Nguyên Trần Nghiến Giang nhìn Nguyên Phong, chương 678, lại mắc bẫy. Nguyên Phong vui vẻ nói, nhưng không thành vấn đề, hiện tại Nguyên Tông Kiệt đã ra nước ngoài, còn thân tín của ông, cháu cũng không biết họ có thể giúp được gì cho ông hay không. Nguyên Trần nhìn chằm chằm Nguyên Phong, ông ta biết Nguyên Phong có ý tứ gì, ông ta quay đầu nhìn về phía những thân tín của mình, những người này là thành viên trực hệ của nhà họ Nguyên, nhưng khi ánh mắt của ông ta rơi vào những người này, tất cả đều cúi đầu, không dám đối mặt với ông ta. Loại tình huống này khiến trong lòng ông ta rất tuyệt vọng, ông ta biết nhà họ Nguyên do ông ta tạo ra sẽ hoàn toàn rơi vào tay Nguyên Phong, đây không phải là ý nguyện của ông ta nhưng hiện tại ông ta biết mình đã không thể tự chủ được nữa rồi ông ta rất cam hận quyết định của mình nếu lúc này có nguyên tông kiệt ở đây thì bây giờ ông ta có thể giao hết cục diện cho nguyên tông kiệt nguyên phong nhìn nguyên trần cười nói tuy rằng hiện tại bên ngoài đang đánh nhau với khí thế ngất trời nhưng ông lại không biết cháu biết tất cả hành tung của nguyên tông kiệt từ khi anh ta đi mỹ hiện tại tình hình của anh ta cũng không mấy lạc quan đoán chừng đã chết trong tay những người đó rồi nguyên trần trợn to mắt sau khi nghe điều này ông ta cứ nhìn chầm chầm vào Nguyên Phong, hai tay nắm lấy ghế, toàn thân run lên. Ngay sau đó, sự run rẩy biến mất, nhưng Nguyên Trần vẫn nhìn chầm chầm vào Nguyên Phong, Nguyên Phong không quan tâm lắm, quay đầu lại nhìn các thành viên xung quanh, tôi không quan tâm trước đây Nguyên Trần đã nói gì, nhưng bắt đầu từ bây giờ, mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của tôi. Mặc dù những người khác của nhà họ Nguyên cũng biết rằng không nên làm loại chuyện này, nhưng bọn họ đều biết hiện tại đã không có cách nào nữa rồi và bây giờ chỉ có Nguyên Phong mới có thể chủ trì đại cục, bản thân họ cũng biết tình hình hiện tại, nếu bị yêu cầu chủ trì, họ thực sự không có dũng khí đó. Phải biết rằng mỗi một mệnh lệnh phát ra đây đều sẽ giết rất nhiều người, gánh vác vận mệnh tương lai của nhà họ Nguyên, lúc này Nguyên Phong mới cười nói, từ bây giờ, hãy dốc toàn lực giết chết Diệp vô phong. Ngôn tình sủng. Sau khi nghe những lời như vậy, tất cả đều vội vàng sông ra ngoài, Nguyên Phong nhìn Tống Thanh Vân, chú Tống, chuyện này thật sự là làm phiền chú rồi tống thanh vân lắc đầu tôi biết nhưng cậu làm việc này vẫn không thích hợp lắm nguyên phong hờ hững nói tôi nghĩ mình không làm gì sai nếu để ông ta tiếp tục đưa ra quyết định do dự như vậy thì nhà họ nguyên thật sự sẽ kết thúc chú không biết cháu đã dồn hết bao tâm tư để cứu vãn những tổn thất của nhà họ nguyên và giành chiến thắng trong trận chiến này đâu tống thanh vân biết nội bộ nhà họ nguyên sẽ không đơn giản như vậy đủ loại âm mưu thâm độc diễn ra liên miên Ai cũng tính toán mọi việc, nhưng ngoài mặt ai cũng tỏ ra ôn hòa. Ông ta thực sự không hiểu nổi tình cảnh của nhà họ Nguyên, nhưng ông ta không muốn nhúng tay vào, ông ta chỉ là một võ giả, chỉ muốn nâng cao thực lực và thực hiện lời hứa của mình khi đó thôi. Sau khi làm điều này, ông ta có thể làm việc của riêng mình. Nguyên Phong hờ hững nói, "Cháu biết bên cạnh ông nội còn có một bóng đen. Cháu không phát hiện ra bóng đen đó là ai, nhưng không quan trọng, chỉ cần chú tống ở bên cạnh cháu." bóng đen kia tuyệt đối sẽ không chạm vào cháu tống thanh vân gật đầu yên tâm đi tôi biết thực lực của bóng đen đó chỉ cần tôi ở bên cạnh cậu hắn tuyệt đối sẽ không đánh lén được nguyên phong cười nói nhưng nếu hắn cũng có thể trở thành cái bóng của cháu đó là tình huống hoàn hảo nhất tống thanh vân nói không có cách nào làm ra loại chuyện này cái bóng đó là do một tay ông nội cậu bồi dưỡng nếu không có ông nội cậu hắn sẽ không bao giờ ở bên cạnh cậu Nguyên Phong cười nói, không thành vấn đề, nếu đã không thể là cái bóng của cháu, vậy thì đi chết đi. Dù sao người mà cháu không dùng được thì cũng không có ý nghĩa tồn tại. Tống Thanh Vân chỉ đứng bên cạnh Nguyên Phong một cách rất bình tĩnh, ông ta không quan tâm đến điều đó chút nào, ông ta biết tính cách của Nguyên Phong và biết Nguyên Phong chưa bao giờ là người mềm lòng. Nhưng thay vào đó, ông ta đánh giá cao tính cách của Nguyên Phong, dù sao anh ta cũng đã chịu đựng hết thảy, cho tới bây giờ mới đứng lên hơn nữa vừa đứng lên đã chiếm được vị trí này, loại chuyện này nhất định khiến cho ông ta rất tán thưởng. Sau khi mọi người bắt đầu công kích Diệp vô phong, Nguyên Phong mới chậm rãi rời khỏi đại sảnh, đi tới phòng an toàn, sau đó nhìn về phía Tống Thanh Vân, lúc này phòng an toàn đã mở sẵn, đồ bên trong không ngừng được vận chuyển ra ngoài. Nguyên Phong chế nhạo nói, những người này đúng là ngu ngốc, thật sự cho rằng có thể giữ được căn nhà này là đủ sao. Phải biết rằng những của cải này mới là thứ quan trọng nhất chỉ cần có tiền thì ở nơi nào cũng có thể xây dựng được nhà họ Nguyên, không phải sao. Cần gì cứ phải bám vào Liêu Tây. Tống Thanh Vân chỉ dừng dưng đi theo bên cạnh Nguyên Phong. Lúc này Diệp Vô Phong ở bên kia đã phát hiện ra điều gì đó, số người bắn vào bọn họ ngày càng nhiều, dường như tất cả hỏa lực đều tập trung vào anh và đường chạm, điểm này anh thật sự không giải thích được. Rõ ràng có kẻ địch ở cửa chính, còn có tiểu yêu đang không ngừng bắn vào những tay súng bắn tỉa kia, những nơi này đều có thể dùng để đánh lạc hướng, nhưng nhà họ Nguyên hình như đã xác định được anh và đường chảm, tất cả hỏa lực đều tập trung vào hai người họ. Diệp Vô Phong và đường chảm lúc này đang trốn trong một tòa nhà, tòa nhà này dành cho đầy tớ nhà họ Nguyên sinh sống, những đây là tòa nhà tập thể một phòng rất tiêu chuẩn, mỗi tầng có nhiều phòng. Những căn phòng này được ngăn cách, và trong mỗi căn phòng đều có những tay súng đang đợi hai người Diệp Vô Phong. Hai người Diệp Vô Phong cũng đã phát hiện ra ngay khi họ mở cửa, nhưng họ thực sự không ngờ rằng ở nơi này cũng có mai phục. Vừa rồi anh suýt bị trúng đạn, nhưng cũng may là anh đã cảnh giác sẽ có người ở đây. Đường chảm bước vào phòng, tay súng trong phòng đã bị bọn họ giết chết rồi. Anh ta nói, lão đại, có phải chúng ta có thủ giết cha với Nguyên Trần đúng không? Nếu không thì tại sao ông ta lại ép hai chúng ta mãi không buông thế này chứ? Diệp vô phong lắc đầu, hiện tại tôi cũng không biết, nhưng chuyện này nhất định phải có lý do, bất kể thế nào, chúng ta mau chóng đến đại sảnh kia, chỉ cần đi tới đại sảnh đó thì sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. tôi tin lão già nguyên trần kia cũng đang đợi chúng ta ở sảnh. đường trạm gật đầu, nhanh chóng tiếp tục đột phá về phía trước. thân hình anh ta rất quái dị, né tránh đạn rất hiệu quả. nhưng ngay sau đó cả hai đã bị hỏa lực của đối phương ép lui lại, chủ yếu là do quân số của đối phương quá đông. diệp vô phong nhíu mày, lập tức lui ra ngoài, kính cửa sổ trực tiếp vỡ vụn từ bên ngoài có một quả bom bị ném vào. Diệp vô phong và đường trảm vội vàng ra khỏi cửa ngay lập tức, sau đó đóng cửa lại. Bùm! chương 679, yêu cầu hỗ trợ. Cánh cửa trực tiếp bị nhô ra, thậm chí vách tường còn có những vết nứt rất lớn, nếu uy lực mạnh hơn một chút, chắc là toàn bộ cánh cửa sẽ bị hất tung lên không chung luôn. Đường chảm trợn to hai mắt nhìn Diệp vô phong, Diệp vô phong chỉ thở ơ nói, kỳ lạ lắm sao? chẳng lẽ cậu chưa từng thấy qua loại trận chiến này khi làm nhiệm vụ sao? Đường chảm nuốt nước miếng, đương nhiên là em đã nhìn thấy rồi, không ngờ bọn họ lại điên cuồng như vậy, nhưng cũng đúng, người khác có thể khó lấy được bom ở Hoa Hạ, nhưng đối với nhà họ Nguyên thì lại rất đơn giản, dù sao thì họ cũng đã làm chủ được công nghệ nổ mìn. Diệp vô phong liếc mắt nhìn đại sảnh cách bọn họ hơn một cây em, bên trong kia chính là khu nhà ở của các thành viên nhà họ Nguyên. Chỉ là hiện tại bọn họ không thể xông lên từ nơi này, Trung quanh có quá nhiều kẻ địch, nếu ở lại nơi này nhất định sẽ bị đối phương giết chết. Và lần này họ không may mắn như vậy, trong tòa nhà của họ không có bom nên không thể dùng chiêu cuối được. Giờ họ chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này và đột phá vòng vây này. Diệp vô phong nhìn đường chạm, đường chạm chỉ có thể nhún nhún vai. Em đã từng gặp phải tình huống này rồi, nhưng lúc đó có hỗ trợ từ bên ngoài mới đi ra được. Diệp vô phong gật đầu, trước đây anh đã gặp phải nhiều tình huống như vậy nhưng số lần một mình đột phá được vòng vây rất hiếm, nhiều lúc anh cũng phải đợi Tứ Đại Thiên Vương hỗ trợ. Dù sao anh cũng rất tin tưởng Tứ Đại Thiên Vương, Tứ Đại Thiên Vương nhất định có thể tới cứu trước khi anh bị đối phương giết chết, mỗi khi đánh cược thì anh đều thành công, Tứ Đại Thiên Vương luôn có thể chạy đến kịp thời. Vì vậy, anh không cảm thấy một mình anh có thể đột phá vòng vây này. Anh lấy máy bộ đàm ra, "Đội trưởng, tôi cần hỗ trợ." Du Kinh Hồng cách cổng nhà không xa, quan sát tình hình nơi đây, bên phong mãn lâu vẫn cứ đánh nhau, lại còn có tổn hại, cho nên trong thời gian ngắn cũng không có tiến triển gì. Du Kinh Hồng nhìn Lộc Thâm Lâm, bây giờ tôi muốn đi vào để hỗ trợ đám người Diệp vô phong. Họ đã nhờ tôi giúp đỡ, có vẻ như họ đã gặp phải một số rắc rối rồi. Lộc Thâm Lâm hờ hững nói, cô như thế này có thể coi là một chỉ huy giỏi sao? Cô cần biết rằng nhiệm vụ hiện tại quan trọng hơn của cô là ngồi đây kiểm soát mọi chuyện. Về phần tình huống bên phía Diệp Vô Phong, anh ta không phải là rất lợi hại sao? Để cho anh ta tự giải quyết khó khăn đi. Du Kinh Hồng nghe xong, lập tức lạnh lùng nhìn anh ta, tuy rằng Diệp vô phong và anh có chút mâu thuẫn, nhưng khi tính mạng bị đe dọa, thế mà anh lại bảo tôi vứt bỏ Diệp vô phong, anh cảm thấy có thể sao? Lộc thâm lâm bất mãn nhìn Du Kinh Hồng, cô nói như vậy là sai rồi, tôi chỉ đang đề xuất ý kiến hợp lý nhất thôi, hiện tại cô đang làm việc theo cảm tính đấy du kinh hồng lạnh lùng nhìn lộc thâm lâm tôi làm việc theo cảm tính sao cho dù tôi làm việc theo cảm tính cũng là vì lấy đại cục làm trọng anh hoàn toàn không biết diệp vô phong quan trọng như thế nào đối với nhiệm vụ ở liêu tây lần này đâu lộc thâm lâm khoanh tay tôi thật sự không biết hay là cô giải thích rõ đi du kinh hồng chỉ khinh thường nhìn lộc thâm lâm giải thích nhiều như vậy làm gì dù sao anh cũng sẽ không biết trong mắt anh chỉ có ghen tị thôi Lộc thâm lâm tức giận nói, hiện tại tôi đã cho phép các cô dùng vũ lực, kết quả cô còn không vừa lòng, Du Kinh Hồng, cô đừng có được voi đòi tiên với tôi. Du Kinh Hồng cười ha hả, được voi đòi tiên là như thế nào, tôi không biết gì cả, tôi chỉ là làm những gì nên làm thôi. Nói xong, cô ta trực tiếp nhìn về phía Yến Phi, mang theo một ít người cùng đi vào, chúng ta đi hỗ trợ đám người Diệp vô phong. Yến Phi gật đầu, nhanh chóng mang theo một ít thành viên của Cục Hồng Thuấn, những thành viên này đều rất mạnh tuy rằng không ai trong số họ đạt tới cảnh giới tông sư nhưng ít nhất cũng là một võ giả vì vậy việc tiến vào bên trong cũng có thể đóng một vai trò nào đó yến phi lo lắng nói tôi lo lắng người của kiếm lẫm sẽ ngăn cản hành động của chúng ta du kinh hồng lắc đầu nói không đâu tạm thời bọn họ còn chưa biết chúng ta tiến vào hỗ trợ diệp vô phong hiện tại tất cả đều cho rằng diệp vô phong đang tứ cố vô thân lúc này yến phi gật đầu Du Kinh Hồng mang theo vài người vượt qua tường tiến vào nhà họ Nguyên, bọn họ theo dấu vết của Diệp Vô Phong mà lao về phía trước, lúc này mọi người đang đối phó với Diệp Vô Phong, cho nên đường đi của Du Kinh Hồng dường như cũng không có chướng ngại vật gì. Cách nhanh chóng đuổi kịp đám người Diệp Vô Phong, lúc này họ đang lên kế hoạch bao vây Diệp Vô Phong bên trong tòa nhà, nhất thời cũng không sốt ruột, chỉ chậm rãi hướng lên trên. Đường chảm than vãn, xong đời rồi, lần này chúng ta thật sự bị bao vây rồi, chúng ta không có cách nào rời khỏi nơi này nữa. Diệp vô phong rừng dưng nhìn đường chảm, ngay sau đó tức giận nói, tên khốn kiếp này đúng là không biết khi nào thì nên đùa giỡn, còn giả bộ đáng thương ở chỗ này, đừng tưởng rằng tôi không biết thực lực của cậu, cậu có thể rời khỏi nơi này hay không, tôi là người biết rõ hơn ai hết đấy. Đường chảm nghe xong chỉ cười hắc hắc, dù sao anh ta cũng biết Diệp vô phong quả thực là người hiểu mình nhất. Dù sao thì Diệp vô phong biết rõ thực lực của đường chảm được nâng cao như thế nào. Đường chảm bất lực thở dài, đúng là không thú vị gì cả, em còn tưởng anh đã quên thực lực của em rồi chứ. Diệp vô phong lãnh đạm nói, cho dù quên ai, cũng sẽ không bao giờ quên cậu. Đường chảm cười nói, vậy được rồi, em đoán chúng ta không thể chờ hỗ trợ được đâu, cùng nhau đi ra ngoài thôi. Diệp vô phong gật đầu, cầm súng tiểu liên trong tay lên, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này là phòng khách, trong phòng khách có rất nhiều đồ đạc, ghế, bàn và tivi. Đường chảm tặc lưỡi hai lần, làm người hầu trong nhà họ Nguyên sướng thật, coi như đãi ngộ cũng khá có lương tâm. Diệp vô phong thờ ơ nói, đi đi, cậu có thể xin trở thành cấp người hầu nhà họ Nguyên, có lẽ người ta sẽ vui vẻ đồng ý, cũng không quan tâm quá khứ của cậu đâu. Đường chảm cười hắc hắc, quên đi, lão đại, em vẫn thích công ty Hoa Cường hơn một chút, đãi ngộ của công ty Hoa Cường thực sự không tệ. Diệp vô phong cười nói, công ty Hoa Cường không thể cung cấp cho một vị Phật lớn như cậu đâu nếu cậu ở công ty Hoa Cường, không phải chứng minh công ty Hoa Cường rất đáng ngờ sao. Nhất định sẽ có vô số người liên tục tìm đến tôi đấy. Đường chảm rừng dưng nói, lão đại, em vẫn luôn tin tưởng vào kỹ năng ẩn giấu của anh. Nếu anh muốn giấu thì người khác cũng không bao giờ phát hiện ra. chương 680, Quỷ ghế. Diệp vô phong khinh thường nói, bất định nọt đi. Vừa dứt lời, đằng xa đã truyền đến tiếng súng. Cách vừa mới đến tòa nhà này, hắn định bảo những người mà hắn mang tới tản ra nhưng đột nhiên sau lưng có đạn bắn tới đám lính đánh thuê xung quanh hắn đều bị giết điều này ngay lập tức khiến hắn rất choáng váng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây chẳng lẽ nhà họ nguyên đã phản bội nhưng không có khả năng trước tiên hắn trốn sáu bức tường sau đó tiếp tục quan sát những kẻ đã bắn vào họ nhanh chóng phát hiện ra đó không phải người nhà họ nguyên là đồng bọn của diệp vô phong sao tao còn tưởng anh ta chỉ có một mình không ngờ lại có đồng lõa nhưng cũng không có vấn đề gì nếu là đồng lõa thì vây bắt lại luôn dùng để dụ diệp vô phong xuống cách cười nói chỉ là khi hắn rất tự tin sẽ bắt được du kinh hồng bên cạnh lại có thêm hai tên lính đánh thuê ngã xuống sắc mặt hắn nhất thời thay đổi hắn biết đồng bọn của mình có sức mạnh như thế nào đây là lính đánh thuê thực thụ phải biết rằng sức mạnh của những tên lính đánh thuê đã từng ở trên chiến trường rất đáng sợ suy nghĩ của họ cũng khác với người thường vì vậy, người bình thường hoàn toàn không thể giết được đám lính đánh thuê này, thế mà đối phương lại dễ dàng đối phó với hai tên lính đánh thuê bên cạnh như vậy, đây nhất định không phải chuyện người thường có thể làm được. Hắn rất khiếp sợ, không biết rốt cuộc người đền hỗ trợ cho Diệp Vô Phong có thân phận gì. Có phải là cục Hồng Thuẫn không? Nếu là cục Hồng Thuẫn thì cũng có lý. Cách mỉm cười, hắn lấy bộ đàm của mình ra, "Mọi người nghe đây, để một nửa số người ở đây canh gác, một nửa số còn lại đi giết người phía sau." Nếu có thể bắt được thì tốt nhất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lính đánh thuê bắt đầu lao về phía Du Kinh Hồng, Du Kinh Hồng đang nhìn đám người bên cạnh, Yến Phi thở ơ nói, tôi đã sắp xếp mọi thứ rồi. Du Kinh Hồng gật đầu sau khi nghe điều này, nói một cách thở ơ, đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ, chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào chính anh ấy thôi. Nhìn thấy không ít lính đánh thuê đã xông tới đây, Du Kinh Hồng nói, vừa đánh vừa lui. Ít nhất phải đến nơi dễ chiến đấu tất cả mọi người lui về phía sau, trong lúc lính đánh thuê đuổi theo phía trước, nhưng ngay sau đó đã có người dẫm phải quả bom do Yến Phi để lại, tiếng bom nổ không ngừng truyền đến, rất sinh động. Những người lính đánh thuê phía sau đều dừng lại và bắt đầu giả phá bom mìn về phía trước, tốc độ giả phá của họ rất nhanh, nhưng vẫn mất rất nhiều thời gian. Cũng đủ cho đám người du kinh hồng có thời gian để rút lui về một khoảng cách an toàn. Đương nhiên, đám lính đánh thuê không muốn bỏ cuộc, tiếp tục đuổi về phía trước, nhưng lần này họ đã rất cảnh giác có thể nhận thấy tình hình dưới chân khi tốc độ chậm lại một chút họ nhanh chóng đuổi kịp đội của du kinh hồng hai bên giao chiến ngay lập tức diệp vô phong và đường chảm đã phát hiện ra hỏa lực đã giảm đi một nửa điều này tất nhiên là rất tốt cho họ áp lực của họ sẽ ít hơn nhiều và tốc độ đột phá của họ sẽ nhanh hơn lúc này cách vẫn đang theo dõi hai người diệp vô phong hắn biết mục tiêu của mình là diệp vô phong Nhiệm vụ của hắn là giết Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong và Đường Trảm lao xuống trước, súng tiểu liên trong tay bắn vào kẻ địch xuất hiện ở thời điểm nhanh nhất, sự ăn ý ngầm giữa hai người là rất cao, căn bản là những viên đạn không ngừng bắn ra. Nhất thời khắp tòa nhà đều có tiếng súng vang lên, lúc này Cách đang ở lầu 1, nghe thấy trong tòa nhà có tiếng súng, hắn hơi sửng sốt, không biết trong tòa nhà đang xảy ra chuyện gì. Mà đám lính đánh thuê canh gác bên ngoài tòa nhà cũng có chút tò mò về tình hình bên trong. Không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Cách nói với một tiểu đội, các người vào xem đi. Tiểu đội 5 người đi vào bên trong, bọn họ rất cảnh giác, bởi vì âm thanh trong tòa nhà lúc này dường như biến mất, bọn họ không cách nào biết được tình hình trong tòa nhà. Vì vậy lúc này chỉ có thể đi vào trong thôi. Bên trong tòa nhà rất yên tĩnh, tựa như không có ai ở bên trong, nhưng ngay tại chỗ rẽ, tên lính đánh thuê phía trước đột nhiên dừng lại, những tên lính đánh thuê khác cũng tò mò nhìn tên lính đánh thuê này khi họ ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện chán của tên lính đánh thuê đang bị áp vào họng súng. Tất cả lính đánh thuê đều sửng sốt, tên lính đánh thuê cuối cùng ra hiệu cho cách ở bên ngoài, ý bảo hai người Diệp vô phong đang ở đây. Cách gật đầu, vội vàng dẫn mọi người đi vòng quanh đến một căn phòng, sau đó mở cửa sổ, họ định vòng ra phía sau Diệp vô phong để đánh úp. Cách rất tự tin, lần này tao sẽ bắt được mày, Diệp vô phong, cho dù mày có lợi hại như thế nào, nhưng dù sao mày cũng chỉ có hai người, cho dù có người tới hỗ trợ cũng không thể cứu mày ra được đâu, mày nên mất hy vọng đi. Sau khi đưa mọi người vào trong tòa nhà, hắn nhanh chóng vòng ra phía sau ngã rẽ, hắn ra hiệu cho những tên lính đánh thuê phía sau mình, sau đó tất cả lính đánh thuê tản ra và bắt đầu tiến lên từng bước, khi đi đến phía sau ngã rẽ, cách hít một hơi thật sâu và lao vào ngã rẽ trước. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn thay đổi, là một cái bẫy. Tất cả những gì hắn nhìn thấy là một khẩu súng bị thứ gì đó kẹp lại chỉ cần có người đến ngã rẽ thì nhất định sẽ bị họng súng chĩa vào cho nên hoàn toàn không có hai người diệp vô phong tất nhiên cách biết rằng đây là một kế điệu hổ ly sơn nhưng hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bị lừa một cách triệt để như vậy đúng là đang đùa giỡn với hắn mà lũ khốn tao phải giết bọn mày tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mấy tên khốn kiếp này hắn giơ súng tiểu liên lên và quét về phía trần nhà mọi người nghe đây Hai người Diệp Vô Phong đã trốn khỏi nơi này, mau đi tìm cho tôi, mục tiêu của bọn họ chắc là ở đại sảnh chính, chỉ cần đuổi kịp, ngăn cản bọn họ trước cửa đại sảnh, bọn họ sẽ không thể đạt được mục đích đâu." Cách nói vào máy bộ đàm. Những tên lính đánh thuê khác vội vã chạy đến đại sảnh sau khi nhận được tin báo. Diệp Vô Phong và Đường Trảm đã đến công viên nhỏ trước khu nhà ở. Trong công viên nhỏ này cũng có một đài phun nước, trong đài phun có một máy bay trực thăng. Diệp Vô Phong biết điều này nhưng bây giờ chiếc trực thăng đó đã đưa đi bảo trì, nên tạm thời không có ở đây. Đường chảm cười nói, lão đại, chúng ta đã tới nơi này rồi, sao người của kiếm lẫm còn chưa đi ra? Nghe nói các trưởng lão của kiếm lẫm đã được mời ra ngoài rồi. Diệp vô phong thờ ơ nói, loại chuyện này không phải rất tốt sao? Chẳng lẽ cậu muốn người của kiếm lẫm xuất hiện trước mặt cậu sao? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 680